Ủa, cái gì vậy? Cái gì mà giữa chơ chưa trời chưa chật, mở gì mà sầm không cho ai ngủ hết vậy? Trời đất ơi, bà không biết gì hết trơn. Biết cái gì? Sao tự nhiên tắt nhạc của tôi vậy? Mở làm chi lớn quá vậy? Mở như vậy á, mới khoe cho hàng xóm biết được. Khoe ai? Sắm nguyên một cái dàn loa bự chà bá không thấy hả? Không khoe ai? Khoe thằng cha lọt bên hàng xóm nè. Ông bán đất, ông cũng bán đất. Trời ơi, không biết ai giàu không ai đâu mà khoe. Mà sao giữa chưa trời? Sao đất ổng nhau sao bằng đất nhà tôi được? Nè khoan, chưa trời chưa chật mà làm cái gì lạnh quá vậy? Nổi hết da gà da vịt lên rồi nè. Trời ơi, không có dặn như vậy á, làm sao mà mình khoe được nhà mình có máy lạnh chứ. Trời ơi, lạnh thiệt ông ơi, ông ở chi mà quá trời quá đất luôn à. Lạnh quá, lạnh luôn á thiệt á. Ừ, tôi mới nuôi con chó cái giống Alaska. Ừ, con chó này nó mắc tiền lắm. Ừ, nó lạnh nó mới sống được. Ừ, cho nên là tôi phải dặn máy lạnh hết ga lên. Tự nhiên cái mở máy lạnh lên, hai vợ chồng ngồi chùm mền như bị liệt vậy đó. Rồi nè, đó nè, thấy ghê không? Rồi sao đi đứng? Ngủ chỗ thôi. Biết là ngồi chỗ nhưng mà lạnh quá, lạnh quá. Trời ơi, tôi cũng lạnh vậy ông ơi. Cho tôi đùm một cái coi. Tôi lạnh mà bây giờ thiệt tình cái ông này. Trời ơi, bà làm rớt vàng hết trơn đâu. Trời đất ơi, vàng mà ông để đâu vậy? Trời ơi, cái này có bao nhiêu? Để chơi chơi rồi lâu lâu ra mua ly nước mía đưa miếng miếng. Trời ơi, tào lao vàng mà để như vậy á, có ngạo bị cướp nghe chưa? Ừ, mình có của phải khoe ra, mình sống khổ quá rồi thấy không, bây giờ mình phải sướng lên hiểu không? Khoe cái gì mà khoe dữ vậy? Tôi nói ông nghe nè, ông đừng có khoe của cái kiểu đó. Của ông khoe là dạng như là dở hơi, khoe không có sang không có chảnh hiểu không? Ừ, nè giày nè, không thấy không? Khoe là phải khoe cỡ giày à. Mình phải đeo giày nè, mình đánh bài mình xòe ra một cái hột nó chiếu thẳng vô mấy đứa kia, nó bị chói mắt, nó đâu có đánh bài được, nó thua tôi hoài. Nghe thì cũng ghê đó chứ mà. Sao nè, thấy chưa, một bộ đó nè, cái này người ta gọi là cái gì à? Gu gì? Ruby hay gì nè? Ruby. Cái gì? Ruby chứ không phải văn quá à. Chứ không phải là gu. Nói cái gì mà văn gì vô trong mặt vô mắt nói người ta. Nói tiếng nước ngoài mình phải nói cho nó chuẩn. Ruby. Ừ đó, tôi đeo vô như vậy là người ta nhìn người ta biết liền. Mình đeo cả bụm vậy nè, thấy chưa? Nè nhìn nó đồ hiểu không á chứ giỡn á. Mình khoe mình phải khoe vậy mới đẳng cấp. Hiểu cái gì? Ăn mặc gì mà kỳ cục, ăn áo mặc áo đầm mà dưới mang giày thể thao là. Ê sao? Đừng coi thường đôi giày nha, đôi giày này Nike đàng hoàng. Sai rồi, hiểu con nai. Ừ, mà con nai nó kỳ lắm, tôi kêu bằng Nike. Vậy hả? Ừ. Còn cậu cái này hiệu nữa. Cái gì đó? Mới mua nè, thấy chưa? Bóp này người ta kêu là bóp Michael Jackson. Sao? Không biết rồi, để tôi dạy cho. Không, Michael Jackson, người ta nói tôi Michael Jackson gì đó. Nè, đọc cho kỹ rồi thấy không? Ừ, Michael cá kho đó. Ừ, đó, nói chung là cái này cũng hiểu. Người ta nói này là cũng mắc tiền, tôi mua liền. Ừ đó. Đó, nè, bộ đồ tôi cũng đâu có phải dễ đâu. 15.000 15.000 đô. 15.000 đồng mà ông nội, ở đâu ra 15.000 đô? Bà tào lao quá, ăn mặc sách bóp mất tiền, bán giày mất tiền, bán áo 15.000. Bởi vậy nó nói cái ông này không biết. Mình sách bóp mất tiền, mình đeo nhẫn giày, mình mang đôi giày mất tiền. Ai biết được cái này 15.000 đúng không? Bây giờ 15.000 thì người ta cũng nghĩ 15.000 đô đó, như ông vậy đó. Nhưng mà tôi nói ông nghe vậy, cái vòng á, đất ông bà để lại đúng không? Mình bán, lỡ hết rồi tiếc lắm không? Trời ơi bà ơi, đừng có lo. Tiền tôi bán được biết bao nhiêu, xài cả cái đời này đời con đời cháu mình cũng chưa có hết đâu. Nè, mới hôm qua nè, tôi đi sắm xe mới, tôi vô tôi ăn mặc, bữa đó tôi ăn mặc nó hơi rè rè chút, đúng không? Cái thằng chủ tiệm nó dòm tôi khinh khỉnh, nó hỏi nó tiếp tôi làm như nó muốn tiếp vậy đó. Nói chú coi gì, chú coi đi chú, lẹ lẹ đây tôi bận lắm. Tôi lại tôi nói nè, xe SH đi, chú có bao nhiêu chiếc? Bán cho tôi một lố vài chục chiếc đi. Tự nhiên đi mua SH mà đi mua vài chục chiếc, bị ông điên hả? Đi cái gì? Mua về vài chục chiếc, về không có chạy, để xếp lớp đằng trước đó, làm hàng rào cho cây nó leo chơi vậy đó. Mà ông mua một chiếc một thôi mà nói đáng tiền. Mua chiếc gì? Chiếc xe hơi. Bây giờ ngượng lưu người ta phải đi xế hộp. Tôi nghe nói con nhỏ bạn tôi nó mới mua một chiếc gì đẳng cấp dữ lắm. Gì? Cái chiếc gì mà lé xẹ. Cái đó đó người ta kêu bằng xe lết sệt. Lết rồi nó sạch, phải không? Thôi mọi người kệ đi, rồi con mình đâu rồi? Thằng nào? Thằng Của hả? Ừ mấy. Bà nhắc tôi mới nhớ đó. Mấy bữa nay rồi tôi không thấy thằng Của luôn đó nha. Anh đang như cá rút á buồn, hát bài đàn Minh Hưng. Lang thang bước với nỗi đau, nó hư dễ sợ hư. Với trái tim ta tật nguyện à. Dạ mâm. Con. Ê mày. Hả? Mày hổn vừa vừa phải phải ra nha mày. Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn mắc mới mày chửi tao mặt mâm. Cái gì trời ơi. Ta cho chào mâm à. Ta chào má. Ê mày chửi ai? Mày chửi ai? Con kêu má. Mày chửi ai? Từ nào giờ mày kêu tao má hả? Hả? Con... chửi trên đầu trên cổ tao phải không? Má không thích thì con kêu lại. Kêu đi. Mẹ. Ê hình như là mày có thù với tao phải không mày? Mày kêu bình thường thôi, mày nhấn nhá quá người ta nhưng mày chửi tao thiệt vậy đó. Cha mẹ. Ừ. Gì? Mày đi qua đây nhanh. Thời trang mẹ lạ thế. Lạ sao mày mặc váy dạ hội mà mày mang về thể thao? Thao không thằng quỷ sứ hả? Thằng quỷ sao mẹ thằng quỷ sứ à? Sao mẹ đánh con nhắc vậy? Đánh mày cho mày chết luôn. Suốt ngày cứ phải nhậu nhẹt mày không có làm ăn gì hết trơn hết trội vậy. Mày không có bắt trước tao với ba mày ha. Vậy phải cho ngủ. Tao đang chửi. Cái gì chửi có hoài vậy? Nhậu nhẹt hoài nha, ăn chơi hoài nha, chưa liễu hồn hết chứ. Mệt à. Thôi đừng có la nó nữa mà. Phải la cho nó nên người, hiểu không? Mình làm cha làm mẹ làm cái gì mà không dạy con. Ở đây đi, tôi đi đánh bài. Trời ơi. Liễu hồn hết chưa? Đánh bài xong về tao dạy mày. Bực mình à. Ôi mẹ thật gương mẫu. Má con á này. Dạ mấy bữa nay con thì cũng không điểm đều đều. Nói chung là hiện nay hiệu trưởng định dạy riêng con rồi. À tốt quá. Dạ. Chắc là con là học sinh xuất sắc đúng không? Cá biệt ba. Ừ. Cái dòng mà trường nó không còn phục hồi nhân phẩm được đó ba. Thầy nói là học bạ người ta dở ra thơm phức à. Con học bạ con dở ra thúi banh trường. Thầy nói như vậy là thầy sỉ nhục con rồi. Chắc toán là... con không phải 13 thì làm sao nhục được. Ít ra cũng còn cái phẩy 13 chứ phải là không điểm đó đúng không? 13 có. Trời đất ơi, học gì vậy mà con còn. Nhưng mà con nghĩ là bà cũng phải mua cho con cái đôi giày kia đi. Hôm bữa con đã xin ba rồi, ba cũng không cho con. Gia đình này không ai thương con cả. Bà thương con chứ con đầu gì bà cũng cho. Con biết rồi, cái đôi giày hiệu mà hiệu gì đấy? Đờ và G, hiệu dầu dây á. Dầu dây hả? Ừ, đờ giờ với G là dầu dây đúng không? Cái đó không phải là cái gì đờ G đâu. Là dầu dây. Không phải dầu dây. Chứ gì? Là dê với là gà. Hiệu nước ngoài là dê với gà. Thì giờ là dê, còn G là gà. Thôi ba phải mua cho con đôi giày đó, không tôi con không thi học được rồi. Được rồi, ba mua cho con hết. Ba thấy trong nhà đó nguyên một cái tủ giày của con là không biết bao nhiêu là đôi. Mà ba lạc hậu quá, bây giờ thời buổi giờ ba còn uống rượu minh mạng. Cái gì? Trời ơi, rượu nó bổ mà con. Không, cái rượu đó là người ta đem người ta bóp chân thôi. Trời ơi, khi bị bầm, đá banh bầm người ta mới bóp chân thôi, không ai uống nữa. Mày đừng có tào lao cho mày, rượu bóp chân tao kêu mà rượu thuốc. Không, con thấy cái mùi nó giống mùi rượu thuốc quá. Bây giờ người ta, thế giới người ta phát triển rồi. Mà phải uống những rượu như là whisky, rượu vodka. Vodka đó hả? Rượu Oscar. Nè. Dạ. Hôm nay xe cộ sao rồi? Thôi chết rồi. Sao? Ba nhắc con mới nhớ. Sao con? Hồi nãy khi con uống rượu xong con ra bãi giữ xe thì con phát hiện một điều khủng khiếp. Trời ơi, mất hả? Ai cắm xe con hả? Mất rồi ba ơi. Trời ơi. Sao con không cẩn thận gì hết trơn trội vậy? Cái kiên chiếu hậu rồi. Cái gì? Thằng nào nó bẻ cái kiên chiếu hậu của con rồi. Trời đất ơi, mất cái kiên chiếu hậu về làm quá, tao tưởng là mất cái xe. Không. Thì mua cái kiếng khác gắn vô. Bà phải mua cho con chiếc xe hơi mới thôi. Con muốn xe hơi cái hiệu gì đó. Hiệu gì? Bangladesh đó, cái hiệu gì Bangladesh đó à. Được rồi, đét cái gì đó, bà cũng mua cho con hết. Bà hứa rồi nhá. Nhưng với điều kiện. Điều kiện gì? Con phải dẫn ba đi theo để coi con làm ăn tiếp cận những chỗ nào mà bà ưa thích. Trời ơi, ok. Ok. Giờ anh đã là vợ người ta, em đã là vợ người ta, anh cũng đã là vợ người ta. Người ta cũng có vợ rồi, anh đã cũng là vợ người ta, thì em cũng vợ người ta, ai cũng sẽ là vợ người ta. Tất cả là vợ người ta. Yeah. Trời, anh hát hay quá à. Nói chung là nguyên gia đình lấy nhau hết luôn em. Lạng lưng quá vậy. Anh ơi, bây giờ anh làm gì nhỏ, ngồi thẳng lên trên rồi. Phan uống đi cái rồi nói nha. Trời ơi, cái này giống như nước sâm vậy, đừng uống nữa ngọt. Thôi uống đi mà, anh lỉ mà. Bây giờ mình làm, đừng có làm cái này, mình làm chuyện hôm qua mình làm đi. Ôi, hôm qua làm gì ta? Hồi hôm qua, em nhớ không? Nhớ gì? Em làm tình làm tội, em làm tình làm tội gì anh đó. Trời ơi, quỷ hả? Nói tự nhiên cái tới khúc đó cái tự nhiên ngắt ra chi nghe thấy ghê quá. Em tự nhiên em bẻ câu của anh chứ anh có nói gì đâu nào. Em có bẻ gì đâu. Trời ơi anh ơi. Bọn nó karaoke mà cứ ôm một cái là đẩy người ta, cứ bớt là đẩy người ta. Sao kỳ vậy? Ôi mệt quá à, ôm cái gì không biết nữa, người ta đang bực mình đó. Điện thoại là mấy bữa nay nó bị hư rồi nè, không có liên lạc được với ai hết trơn. Trời ơi, điện thoại cùi bắp còn bày đặt hư nữa. Đồ điện thoại không biết điều. Vứt nó đi. Anh ơi, anh ngày mai anh sẽ mua điện thoại cảm ứng cho em. Anh sẽ chuyển khoản trước cho em 15 triệu. 15 triệu còn lại anh sẽ đưa tiền mặt cho em. Từ từ đưa. Anh từ từ anh sẽ đưa. Em đừng lên báo tố cáo anh không đưa nữa điện thoại còn lại nhé. Là hứa là mua điện thoại cho em rồi phải không? Anh phải mua chứ, anh không mua em tố cáo anh sao? Có đâu mà, tôi còn chết ai nỡ tố cáo quý gia. Anh làm cái gì mà anh đeo hôi, em như anh đeo hôi má anh quá vậy. Mẹ anh nói là 12 con giáp đẻ ra anh là con cá chùi kiến. Nên em phải chùi kiến, anh phải chùi kiến thôi. Ôi mệt quá, em đâu phải là cái kiến đâu mà. Bây giờ nói nghe nè. Sao? Anh, cái treo của em á. Cái gì? Cái gì? Cái treo. Cái treo là cái gì? Cái treo đó, cái treo đó, cái treo. À, cái con ngựa sắt đó phải không? Cũ lắm rồi. Bây giờ đi không có nổi luôn á, phải đẩy bộ không à. Vứt bỏ, thôi là bỏ đi hết, ta làm lại từ đâu. Không được, bây giờ bỏ rồi em lấy cái gì em đi đây. Anh đã mua sẵn cho em một con mới rồi. Con gì ạ? Camry. Sẽ hơi luôn hả? Anh mua cho em cái xe anh lấy từ Thác Camry về Đà Lạt định tải về. Xe đạp, đẹp lắm. Nên đạp xe đạp, anh thấy anh mẹ bữa nay có mở, thấy không? Đạp xe đạp để cho nó tan đi mở. Thôi là bỏ đi hết, ta đạp lại từ đâu. Anh mà mua xe đạp cho em thôi, mình chia tay đi, anh xích ra chỗ khác luôn đi. Anh nghĩ sao hả, cái con rồi. Nhỏ bạn em nó đi xe tay ga, Vespa đó. Rồi, anh mua cho em xe mui trần được chưa? Mui trần luôn á hả? Charlie nha. Nó vừa với em đừng có đòi hỏi cái gì cao hơn em. Em cứ như vậy, nhiều người cứ đòi đu lên SH này nọ. Trời ơi, đừng có qua cái tay lái đâu mà. Lên cái SH nó đu không tới, chạy xe ra đường rất là nguy hiểm. Mệt quá. Em biết ai không? Ai? Đòn Nguyễn đó. Nó đâu có ngồi được lên xe đâu. Tội nghiệp nó. Ôi, mệt quá. Anh ơi, vậy cái này là xe gì vậy? Em hết cái xe này nè. Trời ơi, cái xe này không được, cái xe này xe Bangladesh của ba gia đình anh mua, không có được. Cái xe gì tên kỳ quá vậy? Ba anh mới mua cái Bangladesh, cái tên cái tựa gì khó nhớ không có ra. Không, nhưng mà cởi xa hơi là em thích à. Mua cái xe này cho em đi. Hai mình đi chung với nhau được rồi. Ôi, không có trời đâu, mua cho em đi mà. Rồi. Em là cha, em là mẹ, em là tất cả. Giờ em đã là mẹ của anh. Thương quá à. Ủa, tao chịu hết nổi rồi nha. Mày nói tao mày dẫn vô những cái chỗ làm ăn ha. Mà nay thì mày dẫn vô spa, mốt là mày dẫn vô cái chỗ massage. Mày trốn đâu kìa. Rồi bây giờ mày dẫn toàn là bia ôm được karaoke không vậy là sao? Dạ. Em chào anh. Cái gì? Anh ơi bạn, anh hả? Dễ thương quá anh ơi. Ê, bạn này đẻ ra anh đó. Ủa là sao? Ba anh. À ba anh đó hả? Dạ em chào anh ba. Dễ thương quá. Mày trả lời tao đi. Bà ơi, đâu ba... làm ăn đâu. Đây là làm ăn, từ làm ăn ai mà nó mắc cười quá. Làm ăn giờ không lẽ con đường bà tới chỗ chơi điện tử. Làm ăn thì phải làm ăn trong karaoke để khách khứa họ vào đây. Nhưng ánh đèn đê mê này sẽ làm họ ký những hợp đồng lớn. Chứ ba đừng có dục tóc bất dục. Cái gì? Gì tóc dục bất ạ? Và đó thì cái dân đã dốt rồi, đừng có bắt người ta nói nữa mệt quá. Chịu đi, học hành gì người ta có tội. Bây giờ sao? Chừng nào tới? Thì người ta hẹn con lát người ta tới. Người ta ký một cái hợp đồng. Cái miếng đất đó mà con với ba vô đó nha. Sao? 7.000 mẫu. Ba nghĩ đi, 7.000 mẫu mình ăn tới đời của ông cố nội cha con nữa cũng chưa hết nữa đó. Được rồi, tao ngồi tao chờ nghe. Ba phải chờ con, ba phải tin con chứ. Cô điện thoại hối người ta tới đi. Ok, ba đừng có đùa như vậy. Em qua tiếp ban, trời ban căng thẳng quá. Anh ơi em nói nghe nè, ngồi một mình đó là buồn lắm đúng không? Bây giờ không ấy nha. Ai bậy. Ủa sao em bậy hoài vậy? Ngồi né ngã ba ra. Bậy. Xin lỗi anh, tại vì con anh không có chịu á, cho nên không mấy bây giờ để em kêu em khác vô hầu hạ anh nha. Có em ai rồi... mới vô làm kêu cho ba anh nha. Dạ rồi. Ba anh thích cái gì đó tươi mát. Dạ rồi. Fresh. Hàng mới luôn em, nha em. Nhớ kêu sao anh? Khử mùi đàng hoàng trước khi vào, ba anh bị diêm mũi. Dạ em biết rồi. Anh ba cho em chút xíu nha. Ba thoải mái. Quán này là quán xịn nhất. Cưng. Cái gì? Ủa mới vô làm hả? Làm gì? Làm chung với chị đó. Gà mới hả? Nói nghe nè. Rồi đi ra đi. Đó bây giờ hàng mới luôn. Đó đây khách mới nhìn là biết đại gia rồi không? Đó vô tiếp đi, lát hoảnh bo cho. Rồi. Thôi em đi nha. Vui vẻ nha. Em đi nha anh. Em tên gì vậy? Trời ơi. Sao nó quen kìa ta. Hay quá ha. Ông nói cái gì? Ông nói ông vô đây ông làm ăn. Ông làm ăn hả? Ông làm ăn cái gì? Ông vô đây ông ăn con nào? Hả? Vô đây ông ăn con nào? Làm ăn đàng hoàng mà. Làm ăn cái gì? Tôi đi thằng của tôi đi. Trời đất ơi. Em đó là vợ người ta. Mày ai làm vợ mày? Ồ. Tao cưới cho mày chưa mà ai làm vợ mày trong này? Hả? Ủa tất cả do mẹ mà ra, tại sao mẹ lại ra chỗ này ta? Mày nói cái gì vậy? Tại sao mày dắt ba mày vô đây? Ủa sao mẹ có mặt ở đây? Bây giờ sao? Hai cha con tạo phản phải không? Trời ơi, bình tĩnh đi. Bây giờ bình tĩnh cái gì? Đây là làm ăn. Làm cái gì? Đây là làm ăn. Làm ăn cái gì trong đây? Mày ăn cái gì trong này? Mày ăn cái gì trong này? Thì con dắt bà đi làm ăn. Tất cả là đi làm ăn. Tao trong mặt mày, giờ mày ca nó đi. Ca nó đi. Bây giờ sao? Ông nói chưa? Trời đất ơi, ông vô đây làm cái gì? Hả? Mẹ, đủ rồi nha. Tôi nói cho bà nghe. Bà từ ở nhà bà đi kiếm tôi, bà tới tận đây bà đánh ghen tôi đó hả? Không có đánh. Chứ bà tới đây làm cái gì? Đòi tiền. À, tiền gì? Là sao? Đòi tiền đi, không ở không đi đánh ghen đâu ha, mệt lắm. Đánh bài thua quá, giờ vô cho tiền trả nợ. Trời ơi, mẹ tôi gương mẫu quá. Cờ bạc tối ngày. Đưa tiền đi, trời đất ơi, nói cái gì nói hoài vậy? Bà thua bao nhiêu? 10 triệu chứ gì? Tào lao ông ơi, đánh bài gì mà 10 triệu? 100 triệu. Cái gì? 1 tỷ hả? 10 tỷ. Cái gì? Mà đánh bài thua tới 10 tỷ. Không phải đâu mình, em nói mình nghe nè, em không cố ý đâu mình. Em đánh thua quá cái em gỡ, em càng gỡ càng thua. Cái nó cho em mượn tiền em đánh luôn mình. Em mượn tiền em đánh, không biết sao nó có sẵn tiền ở đó luôn. Nó để ra mấy tỷ cho em đánh luôn mình, em thiếu bây giờ có 10 tỷ á. Trộn mình đánh nó quá trời mà đúng không? Bây giờ cho tiền em đi, em trả nợ cho nó giết em chết. Nó hứa với em rồi. Nó mấy đứa này uy tín nó hứa em mà em không trả nợ là nó quăng em từ lầu bãi xuống đó. Thiệt. Vậy thôi bà chuẩn bị chết sao vừa. Nghe. Không mình. Tôi nói cho bà nghe, lúc trước á thì tôi còn lo được, lúc sau này tôi nói thiệt với bà, lớp thằng của nó phá rồi, tôi sắm sửa tiêu xài rồi bà cũng tiêu xài đánh bài. Bây giờ trong nhà ngân hàng cũng không còn bao nhiêu tiền đâu. Ông nói cái gì vậy? Có 10 tỷ mình bán đất bao nhiêu tiền? Của Ủa ơi, dậy con, dậy, dậy, cứu má nè con. Cứu má, dậy, dậy, dậy. Giờ em đã là vợ người ta. Mày hát hoài cái thằng khốn nạn này, giờ dầu sôi lửa bỏng rồi nè, ngồi dậy nhanh lên. Vậy tại sao phá giấc ngủ của con vậy? Cứu má gần chết rồi. Bây giờ má bị cái gì? Má thiếu nợ người ta. Ồ, má đã thiếu nợ người ta. Ừ, má. Tại sao má thiếu nợ người ta? Má đánh bài. Mày đánh quá, hát hoài à. Của ơi, bây giờ con còn tiền. Bao nhiêu tiền? Của chìm, của nổi gì của con lấy ra hết đi của. Má thiếu bao nhiêu tiền? 10 tỷ. Ồ, 10 tỷ à? Ừ. Có một con số thật là dễ thương. Con. Không sao, không sao. Cái gì? Để của lo. 10 tỷ mà mày nói không sao hả? Bà yên tâm, của đã có cách. Cái tiền mà lần trước má bán đất được má biểu của dự. Ừ. Của dự của má 8 tỷ đúng chưa? Đúng rồi, bây giờ đưa lại cho má đi. Chưa. Chưa đưa được. Sao vậy? Từ 8 tỷ đó của sẽ đẻ ra cho má 800 tỷ. Trời ơi, hay quá vậy con. Ủa, mày giỏi quá. Cách nào? Của ơi, giỏi quá. Chỉ một cú điện thoại của của thôi. Lấy điện thoại cho nó liền. Của sẽ có của. Ừ. Hay quá. Đọc con, con gọi lại đây đi con. Đợi của tí. Rồi đi mày. Mày làm gì vậy? Con bấm cái gì? Con bấm lộn. Điện thoại ngược đầu. Trời ơi. Trời ơi, cái bao da mà mày bấm cái gì vậy? Cái bao ra mà trời ơi. Ê mày lẹ đi, tao đang ngồi họp mà mày cái gì mày mẹ mắc cười quá, nó không bắt làm sao con nghe được. Từ từ. Mà nó để cho con nó làm. Bắt chưa? Nó thuê bao quý khách không liên lạc được. Cái gì vậy? Để con gọi số khác vậy. Là mày con ơi, trời ơi, nóng lòng quá. Ừ, mày lấy 800 tỷ về cho má. Alo. Anh muốn nói Candy. À, thấy má vậy? Anh Phú phải không? Không, tôi không phải anh Phú nào đây chứ. Ủa? Mà tìm Phú có chuyện gì không? Đây là số điện thoại của anh Phú mà, của nè. Của nào? Anh Phú nhớ của không? Hôm trước của có đầu tư với chung anh Phú đó, của để 8 tỷ. Rồi anh Phú nói anh Phú giới thiệu của mảnh đất 7.000 mẫu đó. Phú nhớ không? À, nhớ. Đâu rồi anh? Mà 7.000 mẫu phải không? Dạ. Khu đất đó chờ lún mà giải tỏa không có đền bù. Nhắc cái nữa nè, cái nhà ông Phú á, ông cầm nhà nước rồi, đang siết nè ông nội. Ô cái gì? Cái gì vậy mày? Cái gì vậy? Ông gửi cho ông nhiều. À, Phú của gửi 8 tỷ. Ừ, 8 tỷ ăn nhầm nhọ gì, tôi bị 18 tỷ nè. Ồ, thế à? Tỉnh ông anh coi như là của đi thay người ông nội. Thế Phú đâu rồi? Phú hả? Tôi chỉ tìm thấy cái sim bỏ lại nè, nó trốn mất rồi. Thế à? Cảm ơn anh đã cho biết thông tin nhé. Anh thật là tốt bụng. Sao được đó? Sao rồi? Má ơi, mình nên vui đi má ơi. Tôi nói rồi. Mày là quy tử của tôi mà. Biết là mày giỏi mà của ơi, con đứng lên nó ôm một cái nè. Trời đất ơi của ơi, mày giỏi quá, trời giỏi. Trời. Giỏi quá con của qua mà. Rồi nhưng mà mày lấy. Thằng kia nó trốn rồi. Đâu? Mà người ta cũng bị giống con mà người ta mất tới 18 tỷ, mình mất có 8 tỷ là mình nên vui đi. Thôi mình vui mày nó vui. 8 tỷ là nó vui. 8 tỷ là nó vui. Nó vừa làm bà không có là dạy con vậy ta. Đi về. Xe của đâu? Xe đâu? Chìa khóa xe của đâu? Chìa khóa xe đâu? Xe của đâu? Chìa khóa. Chìa khóa xe đâu? Chìa khóa đâu? Chìa khóa Bangladesh đâu? Hồi nãy tao thấy cái cô nó có cầm đi rồi. Cái cô kia có cầm đi rồi mẹ. Cô nào? Cô nãy ngồi ôm mày đó. Cô nãy ngồi ôm con đó. Ồ, đã mất luôn rồi đó. Trời ơi, cái thằng quỷ này nữa. Trời ơi, cái thằng này chết. Công nhận khổ thiệt ha anh Đình Toàn ha. Ủa bây giờ em hỏi thiệt nè, hỏi riêng nhưng mà phải nói thiệt nha, không nói dối nha. Anh có ghen không? Trời trời ơi, hỏi một câu vớ vẩn tầm thường. Em nghĩ sao vậy? Đương nhiên là anh có rồi. Trời ơi, anh mới là tầm thường đó. Phải cho anh nói là anh không ghen thì anh mới phi thường chứ. Ai mà không ghen, anh ghen là cũng bình thường thôi. Cho nên tại sao ghen mới là vấn đề đúng không? Khi yêu nhau thì anh nghĩ ai cũng ghen thôi, bởi vì họ quá yêu. Nhưng mà anh ghen như thế nào? Chứ em cũng ghen cũng hơi lạ lạ đó nghe. Ghen lạ hả? Dạ, anh ghen có lạ không? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà mỗi người một cách ghen mà anh chưa nghe cái ghen lạ là ghen làm sao? Bây giờ á, em phát hiện ra có ba người phụ nữ này ghen còn lạ lùng hơn là anh em mình nhiều luôn á. Ai vậy? Xin mời khán giả cũng như là anh Đình Toàn cùng đến với một hoạt cảnh mang tựa đề Ghen với sự tham gia của các nghệ sĩ Lê Giang, Thụy Mười và Tuyền Mộc. Ninh, á con khùng, tự nhiên ra công viên ngồi khóc, làm gì khóc? Khổ quá chị ơi, khổ quá chị. Tôi biết rồi, bà khổ bà khóc cùng cái con này nè. Mày làm gì mày khóc? Khóc ké. Hai người chơi thân với nhau, thấy người ta khóc mình không khóc, tao nó không có thân. Giờ phải khóc ké. Đến đi. Mày vô duyên mà cái này gọi là vô duyên thúi ình. Khóc khóc ké, chó người ta sủa gọi là chó hùa. Mày thấy mày khóc mà hùa hơn chó nữa đó. Trời ơi, người ta đang đau khổ như vậy mà gây lộn như chó với mèo vậy trời ơi, khổ quá mà. Giang nói là Giang khổ, Giang kêu tôi ra công viên để tâm sự, để chia sẻ, bây giờ ra đây nói tôi là thú vật rồi sao trời? Trời ơi, vì chứ em khổ chứ không có hiểu cho em. Mà tại sao khổ? Mày ngồi mày khóc hoài. Đây, nói đi nè, với tôi cái này đi. Dáng ai bên đường cười đùa như người anh yêu, mắt đắm say bàn tay trong tay cô gái yêu kiều. Quán nước đông bao người thì thầm không một ai hay, riêng anh thôi đang vui đang say ngất ngây. Cô lướt nhanh qua bạn người tình không một ai hay, sát bên anh là em cô đơn không cánh tay người. Nói với em đi người tình ơi, anh chỉ mình em, mà sao hôm nay anh vui cùng cô gái kia. Trời đất bỗng như sao cô quay, bàn chân khẽ rung môi anh thì thầm, còn đâu bao năm ta nông say, làm sao dối em cho anh một cười. Giờ em khóc nước mắt cay đắng, đời em lẽ loi khi anh bên người. Em buồn quay lưng nói với vậy? Thiệt là khốn nạn. Khốn nạn mà. Nó nghe nó nghe. Nói là khốn thôi, nạn. Thôi nó nghe nè. Chửi em. Bà chửi tôi á. Chửi tự nhiên bà chửi tôi khốn nạn bà. Tao chửi mày hồi nào? Tôi thấy bà sĩ khốn nạn. Khốn nạn. Tao sĩ bên đây là khốn nạn. Tự nhiên mày chẹt vô ngay giữa. Mày nói tao sĩ mày tránh ra mày vô duyên á. Mày thuộc là con heo hùa. Mày đứng ngoài bên đây người ta không nói. Tự nhiên chế chửi em mà chế ca tao nói vậy. Chế không có chửi em, chế tức. Chế tức mà chế bộc phát như vậy. Bị vì em á, em là cái thằng này nó ngoại tình. Nó bỏ em, phải không? Nó bỏ em đi mà trong khi đó là lúc trước á, nó còn đi học. Từ học tới ra trường là em lo cho nó ăn ở. Tức lắm đúng không? Em yêu nó. Em trốn cha trốn mẹ, em bỏ nhà em theo trai. Trời ơi, em là một cái con theo trai. Trời ơi trời. Bây giờ tôi mới nói là tôi tức lắm. Trời ơi, sao chế chửi em hoài vậy? Cái chuyện đó cũ bỏ qua đi, chế cứ chửi em hoài, em khổ quá mà. Nhưng mà chế tức, chế phải nói. Chế nói là chế không nói được là chế bị ấm ức là chế tức. Vậy giờ chế tính sao đây chứ cô? Cái này tôi biết nè. Sau ngày chị ấy bỏ nhà theo trai, một năm sau thì chị ấy có bầu. Cha mẹ bên nhà dàn xếp bằng cách cho chị ấy cưới một trai đẹp. Trời ơi, bởi sao cứ giữa chiến trường tỏ tiếng nó gió Đông Nguyên, đành chia tay vĩnh viễn Bạch Lê Giang. Ủa con Lê Giang là con nào hả? Lê Giang là em chế nè, đây là em nè, Lê Giang nè. Mày là con Lê Giang. Phải hát theo tông chế chứ Lê Giang không được, Lê Giang nó phải xuống. Rồi thôi trời bỏ qua chuyện đó rồi, bây giờ là mấy cái con này là nó thường uống quán cà phê nào? Mỹ Hoa. Mỹ Hoa. Món này quen quá. Tới chị em theo chị tiếng về Mỹ Hoa. Tiếng lên. Tiếng lên. Ê trời ơi, với bà nội. vô đi. Đúng. Sao quán vắng quá vậy? Không thấy ai hết. Vắng là tại vì chưa có ai tới. Mà giờ này chưa tới đâu, 5 phút nữa mới tới. Ủa? Sao mày biết? Sao không biết? Ngày nào cũng rình rình ở đây biết mà. Trời ơi, thèm quá. Tôi nói ngày nào cũng rình mà không dám ập vô quánh. Ngày hôm nay đợi 3 đứa mới quánh là sao? Làm sao dám ập vô một mình được chứ? Trời ơi, nó cao 1m82. Em đứng tới nách nó à. Nó cái vò dài tới nách được, nó quánh em chết. Vò dài tới nách là chó rồi bà nội ơi. Thôi bà nói vò dài tới nách. Bây giờ kiếm chỗ nấp, kiếm chỗ nấp. Nấp đi. Mày chui đây đi. Đây, đây. Hả? Nó tới. Nó tới rồi, kiếm chỗ nấp liền. Đi đi lên. Đây đây. Đây, qua đây, qua đây, qua đây. Sao sao? Qua đây. Em vô đây. Bà bên kia kìa. À. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. À, em uống cái gì? Đá chanh nha. À, dạ không. Cảm giác nha. À, dạ không. Ca cao sữa hộp gà so nha. Dạ không. Trà đá nha. Dạ không, em uống cà phê đen không được. Gì dữ vậy trời. Em ơi, cho anh một ly cà phê đen không đường, với lại một ly cam giác nha em. Ủa anh, em đã nói là em không uống cam giác mà. Ừ, thì em uống cà phê không đường, còn anh uống cam giác. Ê, sao sao? Nhỏ này nó uống cà phê mà không đường luôn. Con nhỏ này cái bộ không vừa nha. Đó thì dạng vừa, dạng một vừa. Một lát nữa là nó kêu thêm một cái tẩu thuốc lào, nó ngồi nó kéo một cái rột. Hiểu không? Hứa với bà luôn. Có luôn hả? Mà tôi thấy cái vụ này nó kỳ kỳ bơi. Sao vậy? Nói cái gì cấn lắm á. Cấn vụ gì? Cấn cái vụ bồ bà á. Sao? Nhưng nó bóng á. Ôi, trai rạc. Không, trai rạc sao uống nước cam. Nói vậy đó mà em hiểu đó mà, nó rạc. Thôi thôi im để nghe nó nói gì nữa với bà. Thật sự là em rất cảm ơn anh. Nhờ của anh á mà cuộc đời của em thay đổi hẳn ra luôn á. Em không có bị ai ăn hiếp nữa hết á. Với lại em nghĩ rằng á, nếu mà em gặp anh sớm hơn á, chắc là em sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm luôn. Mà làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Có cái gì đâu, bình thường thôi. Tại ngày xưa anh với em chưa có duyên với nhau, thì bây giờ duyên đã tới rồi thì mình gặp nhau thôi. Dạ. Anh á là anh rất tin vào cái chữ duyên đó. Em yên tâm đi. Từ nay trở đi anh hứa với em, anh sẽ dốc hết sức mình để làm cho em trở thành một nữ hoàng. Thiệt hả anh? Em cứ yên tâm. Quốc. Cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Đánh ghen. Còn hai người? Quay đánh ghen. Ghen ai? Ghen hồ. Rảnh quá à? Rảnh với ghen. Trời. Ghen vụ gì? Ghen gì? Ghen bây giờ bắt quả tang như vậy mà anh còn chưa chịu nữa hả? Bắt quả tang cái gì? Thấy chưa? Hồi nãy mới cái nói câu là anh sẽ làm hết tất cả để cho em là nữ hoàng của lòng anh. Phải không mấy chị? Tôi làm chứng nào? Vậy nha, tôi không có nói câu đó nha. Đấy ơi, mày nói sai rồi, đi qua đây. Tôi nghe rõ ràng anh nói vậy nè. Anh sẽ làm hết sức mình. Mà một khi làm hết sức với nhỏ này rồi sức đâu về cho bà Giang. Không. Bậy rồi. Tôi nghe cái này là tôi nghe rõ ràng. Anh sẽ làm hết sức mình, sẽ đưa em làm nữ hoàng của lòng anh, là nhỏ này nói nè. Trời ơi chế cái gì vậy? Nên đặt nữa rồi. Cái gì quá, đại quá. Gì? Sao mấy người tào lao vô duyên? Tào lao cái gì? Chuyện trước mắt như vậy ngồi hẹn hò uống cà phê mà còn nói người ta tào lao hả? Tôi cái này là tôi đang bàn công chuyện. Tôi đang bàn công chuyện với đối tác của tôi mà. Đối tác gì? Không có nói nhiều. Dạ ba để chúng ta. Bỏ thấy chưa? Bỏ. À vỗ gắn lên. Rồi đi rồi. Nói chế đi. Cho chị đi em ơi, trả chồng lại em. Chị đi là sao? Em ơi. Ui, đứng dậy. Trời ơi, đối với tình địch là phải cứng rắn lên. Sao mày không vậy? Nói chuyện đàng hoàng, mạnh mẽ lên. Chị à, em nghĩ là mấy chị hiểu lầm giữa em và anh Nguyên rồi. Làm gì? Thì hai tụi em chỉ là đối tác với nhau thôi à. Đối tác? Thì anh Nguyên nói là ảnh sẽ lăng xê em thành một nữ hoàng thời trang của showbiz Việt Nam này. Thấy chưa? Tại sao không lăng xê tôi thành nữ hoàng mà lăng xê nó thành nữ hoàng chứ? Đúng quá chị ơi. Lăng xê bà cho lỗ vốn hả? Lỗ vốn cái gì? Đừng có nói như vậy nghe chưa, nữ hoàng cho tôi mà. Đó, cái chuyện gì nữa chán cái chữ duyên duyên này nữa. Rõ ràng luôn. Nhân duyên tiền định gì đó mày là dạ không phải. Duyên đó là ảnh nói với em là duyên gặp nhau để làm ăn thôi mà. Em á là em hứa là đưa cho ảnh 300 triệu để cho ảnh lăn CBA em thành người nổi tiếng á. Hả? Trời ơi. Nhưng mà bây giờ em thấy hình như là chị không có chịu rồi. Thôi em không có gửi cho anh 300 triệu đâu nha. Còn em... chị ở lại đây á ghen tiếp đi nha. Còn hai chị á ở lại đây á ủa tiếp đi nha. Bye bye em ê, đi đường cẩn thận nha. Nghe nói nói nghe nè, bây giờ tôi cũng bận rồi, tôi bận tôi về nhà tôi chụp, tôi sửa soạn tôi chụp hình để tôi lên báo tôi PR cho tôi. Đi công chuyện cái đi mày đứng lại nó liền xe đón chị kìa. Anh cái gì? Em biết rồi. Cô thấy chưa? Cô thấy chưa? Cô phá đám cái vụ làm ăn của tôi, bây giờ người ta không thèm làm ăn với tôi luôn kìa, cô vừa làm cô chưa? Em biết lỗi anh mà, em biết lỗi em sai, em xin lỗi anh đừng có giận em nữa, tội nghiệp em. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa? Mình không duyên nợ đừng chờ nghe. Đâu phải vì em do bởi ghen lầm thì đành chia tay em nhé. Trời ơi em đâu muốn vậy. Tôi thì mình phải goodbye. Anh ơi trời ơi em đang nghĩ anh mà em biết lỗi rồi, em không có ghen nữa, em không có làm anh mất mặt nữa, em xin lỗi anh mà, em thương em. Anh đã nói em biết bao nhiêu lần rồi, tối ngày ghen tầm bậy tầm bạ hoài, bây giờ hứa với anh từ nay trở đi là không bao giờ được nghe tầm bậy tầm bạ nữa nghe không? Dạ. Không mén, không mén là về. Trời ơi. Không mén hả? Quan xã người ta đông muốn chết không cái gì. Về nhà. Đi về nhà đi. Nhà. Muốn cái gì cũng được. Vậy về nhà muốn gì cũng được nha. Vậy về đi. Về đi muốn gì cũng được. Đây, về. Có ghen nghe không? Về. À, thì ra trong tiểu phẩm vừa rồi không chỉ có 3 người phụ nữ đi bắt ghen mà còn có Mỹ Hạnh và Thái Quốc Nguyên nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà những người này phải nói là ghen ghê gớm hơn anh em mình nhiều hả anh hả? Nhưng mà anh đang nghĩ nha, nếu một ngày nào á tự nhiên anh cũng bị một vài người phụ nữ ập tới bắt ghen như vậy, nghĩ tới mà tự nhiên chợt buồn liền. Ủa sao dễ buồn quá vậy? Dễ buồn quá à. Thôi bây giờ mình đừng buồn nữa bằng cách là mình vui lại đi. Khó lắm. Mình xài chiêu gì cho nó vui đi. Xài chiêu cho vui. Đúng rồi. Anh biết rồi. Đó là chúng ta sẽ cùng theo dõi những tiểu phẩm hài hoặc những nhạc cảnh hài của chương trình Danh Hài Đất Việt. Em biết rồi nhưng mà mình cụ thể hơn một chút được không? Chung quá. Cụ thể hơn phải không? Dạ. Bây giờ em muốn cái chiêu gì mà nó đừng có bình thường, nó phải độc đáo một chút, nó hơi lạ một chút, nó hơi quái. Gì vậy? Có ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chiêu đọc. Em có thấy là vợ chồng mình đi tới đâu là mọi người đều phải nhìn không? Em thấy chứ, và đó là nằm trong ý thích của em mà. Em muốn anh lúc nào cũng nổi bật với tất cả mọi người. Đúng, mình giàu mà. Đúng. Mình có quyền khoa trương. Đúng không? Và đây là cái sự mà gọi là tôn trọng người đối diện. Mình sửa soạn, mình chưng diện, mình làm đẹp là mình tôn trọng người đối diện nhìn mình. Giống như em làm đẹp như vậy để anh nhìn em đúng không? Đúng. Và ngược lại, anh làm đẹp là để em chiêm ngưỡng. Đúng sao? Em là hoa hậu. Ngày mai cho em sắm cho anh cái dương miệng mới, nó lộng lẫy hơn nữa. Trời ơi, nó chớp. Nó sang hơn cái này nhiều. Phải có đèn nha. Dạ. Chớp ha. Dạ. Anh. Sao? Mà phải cái chỗ này không vậy? Chắc chắn là chỗ này, không thể sai được. Sai rồi đó, anh thấy Sơn Quang Du không có một người nào hết trơn. Có thể mình đi hơi sớm thành ra mấy cái tiệm này nó chưa có mở cửa. Nhưng mà anh chắc chắn đây là cái chỗ này 100%. Nhưng mà ai chỉ anh cái chỗ này? Thằng bạn ruột của anh đó mà. Bạn ruột hả? Ruột thiệt không hay là ruột để ngoài da rồi nó hại mình đó? Không có đâu, đã nói ruột rồi thì phải là bạn chí cốt anh mới gọi là bạn ruột, đúng chưa? Anh có biết định nghĩa không? Bạn thân là thân ai nấy lo, bạn chí cốt là cốt ai nấy hốt, biết chưa? Tức là bạn mình có thể hại mình bất cứ lúc nào. Anh nên nhớ cái ổ khóa của chúng ta. Cái ổ khóa của chúng ta đang mất cái chìa. Mình đang tìm cái người để làm cái chìa mới, mà bạn của anh quen cái người làm chìa này, đúng không? Đúng. Thì biết đâu hai người thông đồng với nhau, nhào vô nhà mình, hốt hết tài sản của mình thì sao? Em yên tâm, ai đã không tin chứ thằng bạn ruột của anh tin tưởng nó hoàn toàn. Mắc mớ vậy anh tin đó? Tại vì hồi xưa đó, là lúc mà nó còn nghèo, chúng ta giúp đỡ. Bây giờ nó khá rồi, nó không thể nào nó phản bội anh được. Bây giờ nó đã giàu rồi, nó phản bội nó được cái gì, đúng không? Phải có lý không? Cũng có lý. Bởi vì nó nghèo thì mình cũng nghi ngờ. Bây giờ nó khá giả rồi. Đúng, nếu vậy xét ra thì bạn không thể nào phản bội mình bằng vợ mình được. Mà vợ... Cái này là em nói đó nha. Không có, ý em nói là em đọc truyện người ta ưa nói vậy, nhưng mà vậy là sai về người vợ rồi, đúng không anh? Đúng rồi. Em thương anh, em cho anh không hết, mắc mớ gì em phản bội anh làm đúng gì? Đúng rồi, anh rất là thương em nha. Nhưng mà bây giờ mình tìm cái đúng người chứ anh. Sao anh thấy không có ai hết trơn vậy? Thường là giờ này là ổng tới mà sao không có thấy. Trời ơi, sao em thấy quang du quá à. Chỉ đâu rồi tôi lại về đây, tìm hương dáng xưa đường nét trang đài. Về đi đâu vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, đừng cắn tôi mà. Cắn cái gì mà cắn? Cái gì ghê vậy? Đó, tụi tôi là đại gia đó. Đúng rồi. Hai vợ chồng đại gia, tụi tôi giàu lắm, tụi tôi không có cắn đâu. Trời đất ơi, người giàu bây giờ vậy đó hả? Vậy đó, sợ người ta không có biết mình giàu nên phải khoa trương như vậy nè, để cho người ta tôn trọng mình, biết không? Tôi vẫn bình thường, không có gì mà còn phải sợ. Nói nghe nè, cho hỏi thăm đi, ở đây á, biết cái người nào mà làm khóa giỏi nhất đất nước này không? Tôi nè. Ủa, vậy hả? Tại sao đi làm trễ dữ vậy? Trời, tôi sửa khóa giỏi mà. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Ai đói biết liền. Anh ơi, anh mới nghe là phải thợ làm khóa thiệt không vậy? Chứ em thấy sao ấy, giống như một cái con bé heo mà nó biết sửa khóa thì làm không? Chắc chắn là cái cậu này, tại vì bạn ruột anh nói là cái cậu này rất là chảnh. Vậy hả? Giờ làm không làm gì? Giờ làm chứ. Ủa nhưng mà tay nghề cao không vậy hả? Nhìn là biết tay nghề cao rồi. Trời ơi, tay thì mập, tướng thì lùn chứ cao gì đâu cao. Vậy mà tôi chọn vô ổ khóa là xuất sắc. Vậy à? Có không? Giờ có làm không? Sửa khóa làm chìa đây nè. Bây giờ vậy nè, ở đây còn ai nữa không để tụi tôi khai ra cho. Giờ này có ai mở cửa tiệm nữa không cậu? Không, ở đây chỉ có mình tôi thôi. Vậy hả? Tôi cậu làm là tất cả những tiệm xung quanh phải nghỉ tôi mới làm. Ồ vậy hả? Tôi đâu có làm chung với người ta. Vậy hả? Đặc biệt giỏi là biết tay nghề sao mà chảnh quá vậy. Khi mà chưa mở thì cậu làm, mà khi nào mà người ta mở thì cậu đi về. Mà người ta mở hoài thôi. Người ta mở hoài tôi nghĩ hoài. Tức là cái thời gian làm việc của cậu ít lắm hả? Nói chung là tôi thời gian làm việc tôi là nhiều khi tháng tôi mới làm lần. Trời ơi, cho nên hôm nay hai người hên mới gặp được tôi. Vậy hả? Rồi sao sống tiền đâu sống? Nói chung là tôi làm chứ vui, làm công quả mà. Vậy cho nên là không cần phải đi làm gì. Cậu ơi, cậu người giỏi người ta không cần làm gì. Cậu làm cho tụi tôi đi, rồi tụi tôi sẽ trả công cho cậu hậu hĩnh. Cậu có thể là ăn cả đời không hết luôn á. Ghê vậy? Tụi tôi giàu lắm. Phải không? Trời ơi, tiền á, trời ơi, không biết bao nhiêu mà xuể. Đây này, nói với cậu nghe, sở dĩ tụi tôi đến đây tìm gặp cậu là bởi vì chúng tôi có một cái ổ khóa rất đặc biệt. Ổ khóa đặc biệt? Trời ơi, la gì lớn gì kìa. Sao nói tôi nghe coi. Cái ổ khóa này chúng tôi dành để khóa cái mật thất của chúng tôi. Tức là trong nhà chúng tôi, ngoài két sắt ra, ngoài những ngăn bí mật ra, chúng tôi còn có một cái mật thất. Chúng tôi để hết tất cả tài sản. Về suy khùng quá khùng cái gì. Sao khùng? Tự nhiên đâu mật thất đâu đây vậy? Mấy người làm như cái phim chữ hay gì vậy? Nhìn bận độ đổi mấy cái này tôi nghi. Nhất là ông đổi này nè. Cậu bình tĩnh. Không có, tôi thấy không có người bình thường mà đổi cái này hết trơn. Tôi rất bình thường. Rất bình thường. Vậy mà rất bình thường đó hả? Ok, tôi nói Mật thất đây là thì tôi nói cho nó có dễ ghê gớm được. Nó là căn phòng chứa đựng những vật mà đồ cổ quý hiếm. Hộp xoàn, hồng ngọc, ngọc bích, những cái viên ngọc cả đời này không ai được thay hết mà vợ chồng chúng tôi có được. Bởi vì sao? Vợ chồng tôi giàu quá mà. Ghê vậy lắm, biết không? Hột nhiều nó nổi thì tôi phải lấy ra làm để đậu. Đúng rồi, nhiều quá. Phải chuyện giỡn. Ừ, tôi thiệt đó. Rồi bây giờ sao? Bây giờ là cần cái gì? Bây giờ cần đó, em nói cho cậu nghe, cái ổ khóa mà khóa cái mật thất của chúng tôi rất đặc biệt, có 102. Cho nên bây giờ con của tôi á, nó chơi đùa, xong rồi nó chơi đồ chơi, vừa chơi vừa ăn cơm, cái cơm nó không nuốt, nó nuốt cái chìa khóa. Nó nuốt luôn cái đó rồi. Nuốt. Xong rồi tụi tôi mới hoảng loạn. Thì bác sĩ nói là không sao đâu, khi nào mà bé tiêu hóa, bé đi ngoài thì mình canh mình lấy lại. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi canh, trụ canh hả, tối ngày sáng đêm lúc nào cũng túc trực bên con tôi. Khi nó đi nó đi, khi nó đi xong khi tụi tôi tính lấy lại, khi nó còn nít mà, khi nó chàng tay qua, cái nó giật cái nước bồn cầu, cái chìa khóa nó theo cái đường nước nó đi luôn. Trời ơi, cậu làm được không vậy? Đưa tôi coi. Tại vì tôi nghe là cậu là cái người làm chìa khóa giỏi nhất đất nước này, nên chúng tôi phải lặn lội đến đây để tìm cậu. Đưa đây. Cái ổ khóa này rất là đặc biệt. Đưa tôi xem. Nặng quá. Đặc biệt lắm. Đây. Nhẹ mà. Nhẹ mà. Cậu cẩn thận, cô đừng có coi thường nhìn bề ngoài. Cô tưởng nó làm bằng móp, thật ra không đúng. Đúng, nó chỉ ngụy trang. Đúng, thật bên trong rất cứng. Cô có thể đâu nung đến nơi nhiệt độ cao cũng không gây chuyện gì. Nó không phải bằng móp. Không phải bằng móp, nhưng mà mình cầm một hồi mình mạnh mạnh là nó bị móp. Nếu cậu bóp mạnh nó sẽ bể. Nó sẽ bị móp đó. Đúng. Nhưng nó được làm từ một cái loại thép. Thép gì? Platinum. Cậu không biết platinum mà. Platinum. 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 Mà nó là thép gì? Nó là thép platinum. Cô đừng có hỏi này nữa. Nó là cái loại thép mà không có cái gì có thể phá hủy nó được. Vậy à? Bên quân sự, bên hàng không, người ta dùng cái loại thép này để người ta chế máy bay và chế vũ khí. Đúng rồi. Cậu biết không, khi mà tôi mở cái ổ khóa này ra, tôi để ở bên cánh cửa của cái mật thất. Tôi vô tôi lấy hộp xoàn ra tôi đeo, thì tôi không ngờ con tôi nó bò tới, nó lấy cái chìa khóa nó nuốt vô. Rồi nó bóp cái ổ khóa lại. Bây giờ không biết làm sao để mà bóp cái cửa của mật thất lại nữa. Dễ thôi. Sao? Dốt cái này, mua cái khác khóa lại. Bậy. Không thể nào có cái thứ hai được. Tại sao? Duy nhất có một cái. Tại sao? Tại vì sau khi làm cái ổ khóa này ra, vì giá quá mắc nên là công ty đã phá sản rồi. Và cái kỹ sư mà chế ra cái ổ khóa này đã chết rồi. Đúng rồi. Khổ như vậy đó. Chế ra được cái ổ khóa này không chết mới lạ. Đúng. Ổ khóa tuyệt vời. Trước tới này tôi mới thấy lần đầu. Đó. Bây giờ mà cái khổ cái tôi tính mua cái ổ khóa khác tôi bóp vô, mà cái cửa mật thất nó không chịu. Đúng. Nó chỉ là một bộ của nó đi với ổ khóa này nó mới chìa khóa. Đúng rồi. Chết như vậy đó chứ. Bây giờ cậu có làm được cái chìa khóa không? Cái ổ khóa đặc biệt nhất tôi từng thấy. Bây giờ sao, cậu có làm được cái chìa khóa cho tôi không? Được. Hả? Tôi sẽ làm. Hả? Trời ơi anh ơi, mình được cứu rồi đó. Anh nói rồi. Trời ơi, chết. Cậu này rất là giỏi mà. Cậu ơi, cậu bây giờ cái giá tiền công mà cậu làm cái ổ khóa này là bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ đây là một số tiền rất là cao. Cao à? Không sao, tôi nói rồi, tiền bạc không thành vấn đề. Cậu cứ làm tôi đi. Nhiêu? Nhiêu? Trả nổi không? Nhiêu? Cố gắng. Tôi nghĩ là phải gấp 10 lần một cái ổ khóa bình thường. Là bao nhiêu? 200 ngàn. Được. 200 ngàn? Đúng rồi chứ, mình chơi mắc chơi rẻ gì nữa. Trời ơi sao rẻ quá vậy cha. Cái ổ khóa này mà làm được cái gì có 200 ngàn. Trời ơi thôi, đừng có làm như vậy, biết bao giờ mới giàu. Bây giờ làm cho tôi cái ổ khóa này đi, làm được cái chìa khóa cho tôi đi, rồi tôi trả cho 200 cây vàng. Cái gì vậy? Cái gì? 200 cây vàng, cái tiền công. Làm cái ổ khóa này mà 200 cây vàng? 200 cây vàng đây nè. Cái dương miệng của chồng tôi thôi là 2000 cây vàng thôi. Mà đeo đầu chơi vậy đó thì 200 cây vàng nghĩa địa gì đối với chúng tôi. Hai vợ chồng đi ra đường có đem cái sổ sức khỏe theo không? Để làm gì? Cho tôi mượn tôi coi đi, sao tôi không tin nổi rồi đó. Tụi tôi giàu lắm, cho nên tụi tôi sợ trộm cắp dữ lắm, hiểu không? Nên phải giờ làm cái này để cho nó an toàn. Tính mạng của mình quan trọng hơn tiền bạc. Rồi. Đi đi, bao giờ lấy? Rồi, bây giờ tôi hẹn đúng 9 giờ. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa 9 giờ là có chìa khóa phải không? Đúng 9 giờ quay trở lại đây có chìa khóa. Vậy là cái ổ khóa này là Mở được câu khóa đây. Cảm ơn cậu nghe. Hay trời quá. Ơi trời ơi. Cất liền. Bây giờ là 3 ngày sau tôi đem đến 200 cây vàng để trả công cho cậu ha. Được. Cậu khóa này là cậu giữ hay là tôi giữ? Nhớ cẩn thận nha cậu. Mất là không có cái thứ hai đó. Tại vì cái kiểu nó khó lắm. Mình giữ tôi nghiên cứu rồi đó. Đúng rồi. Nhiều lắm nghe cậu trời. Rồi. Đi về mình chưa cho cá ăn nữa đó. Bây giờ về em lấy vàng em chọi xuống cho cá ăn nha anh. Đúng rồi. Để coi tôi lấy về cho cá mập ăn. Đi anh. Tôi ra bãi cho cậu. Hai vợ chồng nó có bình thường không vậy trời? Ta có nên làm cái này hay không? Nghiên cứu thôi. Anh trai! Cái gì vậy? Anh trai! Cái gì? Anh chìa khóa đúng không anh? Dạ. Anh biết sao không? Ở nhà em bị cái gì? Cái ổ khóa nó bóp lại rồi. Bây giờ em mở không được. Bây giờ nhờ anh lại đó, anh giúp mở được giùm em được không? Tôi không có bao giờ đi tới chỗ nào làm hết. Tất cả là phải đem ra đây cho tôi làm. Thấy chưa, em biết mà, em biết thế nào anh cũng không rảnh mà. Bởi vậy giờ là nè anh, em có in cái ổ khóa của em vô cái miếng xà bông này. Anh coi cái gì anh giúp anh làm cái chìa giùm em để em cố gắng em về em mở cửa qua, chứ giờ không mở cửa là em không đi vô được. Không làm anh, em năn nỉ anh luôn. Anh, tôi không bao giờ làm những cái gì mà đem lại đây mà kêu là cục xà bông mà ép cái hình đem lại, tôi không làm. Không có hình á anh ơi, có hình nữa. Có không? Có hình. Dạ có hình á anh. Dạ. Khó lắm anh ơi. Đúng. Dạ. Đây là một cái ổ khóa rất khó. Dạ. Không dễ gì mở được. Dạ em tới đây em mới nhờ anh á. Chỉ có một mình tôi mở được thôi nghe chưa. Thì đó em biết anh giỏi mà, giúp em đi. Không ai mở được cái này đâu. Dạ vậy giờ anh nghiên cứu đi, cho em lấy cái chìa khóa về em mở cái cửa em vô liền. Tôi nhận làm cái này. Ồ vậy anh? Nhớ kỹ. Dạ. 3 ngày sau đúng 9 giờ sáng có mặt ở đây. Dạ. Cái gì? Đúng 9 giờ rồi. 9 giờ rồi. Dạ. Thì sao? Dạ em đến lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa? Dạ em gửi tiền luôn nè. Đây. Trả lại cái cô. Dạ cảm ơn. Chìa khóa chưa lấy được. Ủa sao kỳ vậy? Đúng 9 giờ nữa mà. Đợi chút xíu nữa mới có 8 giờ 58 phút. Ủa 2 phút nữa. 2 phút nữa hả? Đồng hồ tôi 2 phút nữa mới tới. Để cho em gửi tiền trước đi anh. Rồi thôi được rồi, đây cảm ơn. Thôi cho anh lấy 500 luôn nghe. Thôi dữ vậy? Trời ơi em sợp lắm. Rồi. Dạ chịu quá. Bắt tay. Chưa. Hả? 2 phút nữa mới lấy được. Bắt tay. Thế chịu quá anh. Số chịu quá xin kính chào quý khách. Quý khách xin kính chào chủ chịu quá. Tôi là làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Rồi. Bây giờ khách vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Rồi. Ôm một cái nào. Ôm một cái. Thử gì vậy trời? Ôm một cái, tôi ôm ngược lại. Đó ôm một cái. Thương lắm, tôi rất thương quý khách. Đi cho tôi đi. Hay quá, anh chị đã tới rồi. Đã lấy chìa khóa. Đúng rồi, và đây là khách hàng của tôi. Ủa ai vậy? Ai biết? Ai đứng quen. Ủa? Ông bà chủ. Trời ơi, thằng Trâm nè. Thằng Đại Trâm nè. Thằng Đại Trâm à? Trời ơi, tài xế của tài xế cũ của nhà tôi đó chứ. Tài xế. Tất cả là người quen hết à? Dạ. Đuổi rồi. Dạ. Cho nên là không có làm nữa. Đi đâu đây? Bây giờ xin phép đi nha. Khoan, đây đứng đây chưa lấy chìa khóa mà đi cái gì? Bây giờ trước khi lấy được cái chìa khóa này, tôi sẽ cho tất cả mọi người chơi một trò chơi. Chơi hả? Trời ơi, vợ chồng tụi tôi giàu có nhưng mà không có khinh người nghe. Chơi với người nghèo tụi tôi vẫn thoải mái hòa đồng lắm. Tôi nói cho các người nghe, tôi làm ngoài lấy tiền ra phải chơi đúng trò chơi này, thắng tôi mới cho lấy chìa khóa. Trời ơi, trời thử tài. Nguy kỳ. Cầm giúp tôi cái này. Rồi, ổn áp mà. Và đây là chìa khóa thành phẩm. Cái chìa khóa này hả? Trời ơi, đây là. Ủa sao nó rộng quá vậy? Trời ơi, không mở được gì cho cái. Thương. Mình phải làm như đánh lạc hướng những tên trộm. Sao? Đút ngược cái chìa khóa lại để vô. Hay quá. Anh đến nó mở ra được rồi nè. Hay quá. Hay không? Vỗ tay cái. Hay quá rồi, về đi. Chưa mà. đưa tôi một cái chìa khóa. Hay quá đi, trời hãy ơi, nhìn xem, tất cả mọi người hãy nhìn xem. Thành ra xong kiếm hợp bích. Có hai cái chìa khóa. Đúng rồi, ổng làm hai chìa, đưa đi bả đi, đưa bả. Hai chìa khóa bảo gì? Trinh. Mời bạn trả lời. Dạ thưa cậu, dạ là màu đen. Đúng vậy. Cái là đúng rồi. Câu hỏi khó. Câu hỏi tiếp theo. Hai cái chìa khóa này giống nhau hay khác nhau? Em hỏi từ trước rồi. Dạ đi. Trả lời đi. Dạ, hai chìa khóa này giống y chang nhau. Đây là chìa khóa của ông bà. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là chìa khóa của cậu này đến đặt tôi làm. Câu hỏi tiếp theo. Dạ. Nếu như người khác có chìa khóa để mở cái cửa mật thất của mình thì nhà mình như thế nào? Em vẫn bắt chưa kia trước được. Thôi bạn. Dạ, nếu như mà người khác mở được chìa khóa mở cửa mật thất của mình thì mình bị mất đồ. Dạ đây, đây là người đã đến đây đặt cái chìa khóa này để mở cửa mật thất của hai ông bà. Hay quá. Hay không? Nó mở cửa mật thất thì sao? Thì sao? Dạ nếu như mở cửa mật thất thì mình sẽ mất hết tài sản. Mất hết tài sản thì sao? Ăn mày. Đây, đây là người đã đến đây đặt làm cái chìa khóa giống y chang cái chìa khóa của hai ông bà. Y tự lớn gặp nhau mừng quá. Một người hết sức quen thuộc. Trời ơi, một người tài xế cũ bị mình đuổi nè, xong mà vô tình đã đến một cái chỗ mà đặt chung cái chìa khóa là mất, để mở cửa mật thất của mình, để lôi hết đồ của mình, rồi mình mất trắng, mình đi ăn ngoài, mình. Bà Cùng, vậy bà còn cười được hả? Đi ăn mày mà cười cái gì? Tại sao? Vậy là sao, là sao? Như vậy là hội đó. Đại Trâm. Đây, cậu ta đã đến đây đặt tôi làm cái chìa khóa này. Tôi thấy có nghi vấn là tại vì cái hình ảnh giống y chang cái ổ khóa của hai ông bà đưa, cho nên tôi đã cố tình hẹn cậu ta lại đúng giờ gặp hai ông bà. Bây giờ tôi giao lại cho hai ông bà toàn quyền quyết định. Tại sao? Tại sao tôi lại khốn nạn vậy cả? Cái gì? Cái giờ tôi nói cho ông bà biết nè. Cái gì? Tôi quên tè đó. Quên tè cái gì Đại Trâm? Tôi đặt cái chìa khóa đó. Tại sao? Tại sao đặt hả? Bây giờ tôi hỏi ông bà nè, tôi làm tài xế ông bà lương cái chỉ có 2 triệu bạc thôi. Quá nhiều rồi. Nhiều lắm mà nhiều. Thay vì trả một lần 2 triệu đi không? Trả một lần 500 ngàn. Đã vậy nó trả theo thẻ tài khoản thôi chứ. Mà canh ngay ngày thứ Bảy Chủ Nhật trả không? Đến thứ Hai tôi mới được nhận. Tại sao? Thì quá đen, mất 2 ngày của tôi chờ đợi trong khi tôi phải đóng tiền lời, tiền cóp, tiền kiếp, cóp đủ thứ tiền trên đời hết rồi sao? Đại Trâm à. Cái gì vậy? Bà Nghĩa. Cái gì? Bà gì bà Nghĩa? Bà nói gì bà Nghĩa? Ta nói cho người biết người không được kêu tên tộc của chủ hay chưa? Ta thích. Tên Đại Trâm kia, người hãy nhớ rằng khi mà ta đưa cho ngươi 2 triệu 1 tháng, ngươi đồng ý ngươi làm mà. Ngươi đâu có kêu ca gì đâu, tại sao bây giờ ngươi trả thù lấy cho ta chứ hả? Đúng rồi, bây giờ tôi ghét, tôi phải lấy được tiền để đem về nói gì vợ con. Tôi hỏi bà, tôi làm tài xế cho ông bà, nghĩ sao? Ông bà bắt tôi phải khùng theo ông bà. Khùng sao chứ? Đó, đi ra đường nè, ăn mặc như khùng như điên vậy. Như giỡn thế nào vậy? Đẹp. Đẹp cái gì? Như khùng như điên vậy. Rồi còn bắt tôi cũng phải làm y chang với ông bà nữa. Y chang là sao? Nè, đó, dòm đi, đó. Trời ơi, bắt tôi y chang vậy nè. Nó lấy đồ của mình đó. Trời ơi, tại sao bị băng cái gì màu đen thù là ngay người vậy? Đau bụng quá. Trời ơi. Trời ơi, cái beo như vậy mà cũng dám đeo à? Bắt tôi phải làm y chang vậy đó, rồi bắt tôi phải làm y chang vậy, tẩn lên trên người vậy đó, rồi chạm làm tài xế cãi ra ngoài đường. Mà để lên mặt không để, tự nhiên để dưới bụng, không biết làm gì nữa. Giấu gì giấu ai? Giấu gì như làm mèo, giấu. Giấu gì? Giấu. Ngươi kẻ thiếu rồi Đại Trâm à. Ông biết không, ông làm khóa tu còn hả muốn ổng là một người tài xế của một người nhà giàu phải đeo dương miệng nữa, còn thiếu cái dương miệng nữa, cái dương miệng đâu sống đeo. Tôi dương miệng gì toàn là đồ giả không á. Cái gì? Giả cái gì? Dạ ta giàu mà giả cái gì? Giả còn gì nữa? Ông bảo là đồ thiệt còn đưa tôi toàn đồ giả không? Giờ tôi ghét. Tôi làm vậy á để tôi lấy tiền vậy tôi lo cho gia đình của tôi. Trời, ngươi thật là quá đáng mà. Đúng là nói ông tay áo mà. Bây giờ giả thì không biết. Bây giờ bắt nó đưa lên phường tính. Đấy. Đấy. Đừng đâu. Tôi cứ lo cho gia đình tôi thôi. 200 cái vàng này trả cho nha. 200 vàng. Rồi rồi rồi. Đi. Trời ơi. Vàng giả. Thằng này tiền giả. Trời ơi, sao tôi làm toàn đưa đồ giả không vậy? Lê Khánh, em có công nhận với anh là tiền bạc á nhiều khi là phương tiện nhưng lại là một điều mấu chốt để giải quyết rất nhiều những vấn đề trong xã hội, và có rất nhiều những mối quan hệ, những tình cảm gia đình anh em vợ chồng tan rã cũng chỉ vì tranh chấp tiền bạc. Dạ đúng rồi đó, mà nói đâu xa, cái mối quan hệ của anh em chúng ta nè cũng sẽ bị tan vỡ nếu như anh không nhắc đến chữ tiền ngay bây giờ. Ồ cái gì vậy Khánh, cái gì vậy Khánh? Dạ. Nè, anh thề với lòng là chưa bao giờ anh mượn em một đồng nào hết nha. Cái gì vậy? Trời, cái gì tiền bạc bích lòng anh em đây? Cái gì vậy anh, cái gì mà la toán lên vậy? Ý em muốn nhắc anh là thời lượng chương trình đã gần hết rồi. Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Anh em mình là hôm nay phải tới bến nha. Sao? Trời ơi. Ủa trời, cái gì vậy? Cái gì chút đổ rượu hết trơn à, con này thiệt à. Né ra để cái lẩu vô. Cái gì đâu mà đàn ông đàn an mà cứ xà quần ngồi sắc rạc nhau. Châm lửa vô đi. Chở lên giùm cái coi. Trời nóng. Nóng cái gì? Trời ơi, ông ơi có nóng đâu mà ông làm quá. Bà làm sẵn ở trong hơi nóng hườm mình đây nè. Bỏ vô đi. Ôi trời ơi. Bà thiệt. Rồi nha, nhậu thoải mái đi nha. Hôm nay không say không về á, người nào mà còn tỉnh là về là tôi giận lắm đó nha. Ngồi luôn. Rồi, trời ơi, nãy giờ chưa uống ly rượu nào hết trơn vậy. Phải uống chứ, uống vô. Vô quán người ta mà không uống gì hết thì thiệt tình. Uống đi, tôi uống rồi, uống hết ngày rồi, em nói sao vậy? Đi hả, để đổi chai mới cho. Cái gì vậy? Thôi được rồi, uống hết rồi lấy. Thôi đổi đi, trời ơi. Uống đi, tôi uống hết rồi đây nè. Cái gì đâu mà vô hả, mấy cái đồng hồ mà ngồi uống cái nửa bình rượu à. Giận hết sức vậy á. Uống đi nào, ly tôi hết rồi đây. Đám cưới vui đâu có ai la rầy. Gì đám cưới mày? Quên, không phải đám cưới. Tại vui quá tưởng đám cưới, không phải đám cưới. Mà hôm nay là cái đám mà ăn mừng là xã mình trở thành nông thôn mới. Phải uống mừng tỉnh đã cho xã mình nâng lên thành nông thôn mới. Bà hãnh diện chứ vô. Uống rồi, đổi. Uống nha, uống nhiều, ăn uống phủ phê vô đi. Trời ơi, vô quán người ta mà bèo quá trời, làm sao mà đủ vốn để bán. Ai đã quá. Lâu rồi coi như là được ăn uống thả vàng bữa ha. Rồi. Ôi hãnh diện. Làm miếng. Hãnh diện quá chứ. Lẹ đi Sáu ơi, sao mày lâu quá Sáu ơi Sáu. Nè, rồi nè. Chưa lắm. Cái chai này nữa là 8 lít nha. 8 lít hả? 8 lít. Hôm nay lên nông thôn mới mà tính tiền tính bạc thì con này thiệt tình à. Trời, tao nói mày nghe nè Tám à. Ê mày hổn mày. Ê mày kêu mày tao hả mày? Trời ơi, trong bàn nhậu là mày tao mấy tớ hết thì nó mới hòa đồng chứ. Mặc dù mày lớn hơn tao 6 tuổi mà tao vẫn kêu mày bằng mày hiểu không? Đúng rồi. Lên bàn nhậu là không có phân biệt là lớn nhỏ gì hết trơn. Vậy là không có vai vế gì hả? Đúng, thằng ba mày nói đúng đó. Này hỗn mày, cái này hỗn à. Thằng này nó lớn hơn mày cũng vài tuổi, còn tao mình lớn hơn mày gần 20 tuổi nghe. Nhưng mà đã nói là trong bàn nhậu là coi như là đồng chất đồng màu hết trơn, là mày tao tôi tớ luôn. Bây giờ mình phải tôn trọng ảnh, tại vì sao ảnh gần chết rồi. Đúng rồi. Không, ảnh là gần gặp anh Sáu rồi. Anh Sáu Tắm á. Đó. Anh Sáu Tắm là biết gì không? Là gì? Cái hòm đó. Đó. Tao có giỡn với hai đứa bay nha. Nó là vui, đừng có nhắc ba cái chuyện chết. Đúng rồi. Thôi bây giờ vậy tao có ý kiến vậy đi. Tao với mày là cũng ngang với nhau, kêu mày tao được. Đó. Còn ảnh là lớn mình 20 tuổi. Đúng rồi, kêu mày con nít nó nghe nó học xấu. Đúng rồi, ảnh mà lấy vợ bằng cái tuổi đó là mình kêu ảnh là coi bằng ba luôn á. Kêu mình phải kêu ảnh bằng anh cho sự tôn trọng anh. Đúng. Ăn mừng cái sự anh đi. Uống. Ăn mừng vô. Qua khoan để cho tôi miếng rượu đã. Uống đi, uống thoải mái đi, tính tiền sao? Không sao. Hôm nay này tính tiền hả? Sao không tính tiền? Mày mắc cười quá, tao là chủ quán ở đây mà tụi bay vô. Mày với anh ta vô nhậu mà không có nhậu nhiêu tiền sao tao đủ xã hội tao bán nữa. Mày nói mắc cười quá à. Hôm nay là tưởng ngày vui mày mời qua đi uống, tao với thằng ba nè. Đó cái gì vậy? Trời ơi, hai đứa tao với thằng anh ba này nè, thằng anh ba. Mày bỏ chữ thằng đi, mày hỗn quá à. Hỗn quá. Tao với anh ba mới tới đây. Thôi xì tạp uống. Giờ vô. Vô. 2, 3. Vô. Uống bình phạt à. Uống hết phạt. Đừng. Cái này có tính tiền. Uống phạt. Nó uống nhiều hơn mình sao? Kệ. Theo luật tao đại. Uống đi. Anh ba đại anh chơi luôn. Uống chưa hết. Chưa hết. Trời ơi, đổ ra ngoài hết tài đất. Rượu ngon quá. Trời ơi, nó uống có 1/4 nó đổ ra hết 3/4. Rượu ngon quá, uống đi. Đổ củ hủ dừa. Cái gì đâu mà sao nó bừa bãi vậy sao? Uống mát là phải gọn gàng. Làm ơn đổi mới dùm cái đi. Sáu ơi, mày đó thấy mày lúc nào cũng cũ kỹ hết trơn hết trọi á. Đổi mới dùm cái đi. Buồn quá. Buồn thôi, uống đi, uống đỡ buồn đi, uống đi. Tự nhiên đang vui rồi cái mặt mày làm mất hứng. Tự nhiên là xuống sắc rồi. Hả? Mày buồn cái gì? Làm cái gì mà mặt mà nó... Bây giờ anh ba với thằng Tám thấy đó. Bây giờ xã mình đang được lên là nông thôn mới rồi. Đúng rồi. Mà tao thấy người ở trong cái thôn mình không có ai đổi mới hết trơn, sao không buồn được? Tao không đổi mới, mày nói sao á? Nói bậy. Nông thôn mới thì cái gì cũng phải mới. Mày nhìn tao, mày làm gì, mày đừng có coi thường. Tao có cái mới chứ. Đó, mới mà không thấy. Anh mới, anh nói, anh khoe đi. Khoe cái mới của anh đi. Đây. Dép mới. Mua dép mới đó. Mới mua dép này cũ rồi, giờ mua lá về thay dép mới. Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Rồi còn gì mới nữa? Mới cho tiền thằng con đi thay người yêu mới. Vậy là bậy. Anh bậy quá anh ba ơi. Bậy, trời cái này bậy à. Thằng nhỏ mới có 18 tuổi mà anh nghĩ sao mà anh tạo điều kiện đưa tiền cho nó để đổi người yêu mới là sao? Con gái người ta nuôi bao nhiêu năm trời mà để nó xài qua một lần là đổi là sao? Bởi vậy tao nói thiệt, cái đầu óc tụi bay không có gì mới còn cũ á. Người yêu đây là cái gì? Thằng con ta đó, nó rất là yêu xe, nó rất cưng xe, nó giống như là người yêu. Bây giờ nó đang đi cái xe đạp. Nó cho tiền nó mua cái xe mới, xe đạp điện. Xe đạp điện hả? Vậy là cũng đổi mới rồi, từ xe đạp lên xe đạp điện. Chứ sao? Ủa nhà anh có điện không? Có điện không? Nhà tao không có điện. Ủa? Trời đất ơi, không có điện là mua xe đạp điện chi? Kệ nó. Sao sạc điện? Kệ nó, miễn là nó đeo lên nó đạp là người ta nói ô thằng con tao mới đi xe đạp điện. Nhưng mà yên tâm, mình xã mình là lên nông thôn mới rồi, mốt nhà nào cũng có điện hết á, đừng có đâu. Thôi giờ mình uống, mình ăn mừng về cái sự đổi mới đi, ăn uống. Mừng cho con tao. Mừng tao có dép mới. Mừng dép mới. Có người yêu mới. Có người yêu mới, vô. Quá rượu ngon quá. Rồi bây giờ á, anh ba có cái mới rồi, bây giờ mày có cái gì mới không Tám? Tám hả? Mới chứ, có mới, tôi là lúc nào cũng mới chân trời. Nhìn mái tóc là biết mới nè, tóc cũng bề đó. Thấy giống ai không? Giống ai? Giống anh Minh Dương. Thần tượng anh Minh Dương để tóc cung bê giống Minh Dương. Trời ơi, thôi đi. Thấy người ta nổi tiếng rồi đu theo rồi cha nội. Thằng này nói gì? Mày mà Minh Dương gì? Mày là Minh Xù rồi có Minh Dương gì? Bậy bạ, tóc mày tóc mới chứ bộ. Thôi đi, mới gì mới 1 năm thì có đó. Mày để kiểu này 1 năm trời rồi, có gì đâu mới. Đổi chỗ nào vậy? Hả? Mày có cái gì mày đổi mới, mày làm ơn mày khoe giùm tao một cái đi. Ví dụ là cái gì? Chị muốn ví dụ như là cái gì? Ví dụ như là người yêu của mày đi. Gì đâu mà không có ai yêu gì hết trơn, trắng phèo vậy mày. Chị đừng khi dễ em, chị đừng có tưởng em ế nha. Em người yêu á, gái theo một rừng luôn á. Thằng này hả là gái dữ lắm luôn mà tại này không chịu thôi. Em nói cho chị biết. Gái đâu mà mày khoe. Đi nha, em tại vì nguyên tắc là chọn vợ em nó kỳ cục lắm. Sao? Nguyên tắc sao? Vậy là phải điềm tĩnh trước gái xinh, không giật mình trước gái xấu. Không được đầu gấu với gái ngoan, không cần nhẹ nhàng với gái dữ. Không được tự tử nếu mất gái ngon, không ngậm bồ hòn ôm gái nát. Không được bộc phát thích gái tiên và không ném mình vào gái ê. Nói tóm lại á, yêu điên dại thì cũng về tay không. Thôi thì cứ long bông có khi lại thành công trong cuộc sống. Bạn ơi, thấy mặn nó gì vậy? Thấy gì? Uống bằng mày cái có sự... cái suy nghĩ đó mà ế suốt đời. Thôi bây giờ mình uống, mình chia buồn cái sự ế của nó đi. Vô, uống nha, uống em. Mày làm cái trò gì vậy? Nãy giờ tao để tụi mày uống, tụi mày cứ đổ vô cái vỏ đựng đồ dép mới của tao. Bây giờ mày kêu vô cái mày đổ vô cái nồi lẩu. Mày chơi vậy mày bắt tao trả tiền. Không phải, đừng hiểu lầm, biết sao mới phát minh ra một cái món mới gọi là lẩu hầm rượu. Lẩu hầm rượu á? Lẩu hầm rượu. Thì lấy rượu của mày hầm với rượu mày mua chung của người ta bỏ gì mày hầm làm sao vậy? Trời ơi, sẵn tiện đây có mấy ly rượu mà tiếc với 6 sao ta. coi ly mình phải thử. Thử. Đâu mẹ muốn thử muốn biết rồi. Đổ vô nhiều vô vậy. Ăn thử mà biết coi. Ê, rượu mày đổ gì quá vậy, uống rượu mà ăn gì nữa mày. Trộn lên, trộn lên nó hết. Mày thử một miếng đi. Thử từ từ ra sao. Bá cháy luôn á, trời ngon lắm. Xuất sắc luôn á. Sao? Ngon quá. Thấy chưa? Ngon quá nữa. Trời ơi, trời ơi. Thôi má, quá lâu sao à. Từ từ, chút chút nếm lại coi lần sau. Sao sao thế hả? Nếm lại, nếm lẩu mà bỏ rượu vô uống hoài à. Gì vậy? Phỏng hỏa chứ gì? Quá ngu thiệt tình á. Người ta uống quá phát triển đến cỡ nào rồi mà dân mình cứ dậm chân tại chỗ, tao buồn quá luôn á thiệt á. Vậy uống rượu đi chứ ăn làm gì nữa. Đổ rượu đây không là toàn lẩu rượu chứ còn cái mồi gì nữa. Nói cái gì? Thôi ăn đi rồi vừa ăn vừa uống luôn. Em buồn quá anh ba ơi. Buồn cái gì? Tại vì á người ta phát triển cỡ nào rồi mà dân xóm mình xã mình sao cứ vậy hoài, không bao giờ thấy người tài giỏi gì hết trơn, em buồn. À, em băn khoăn về cái chuyện đó. Đó, em trăn trở là bán quán mà vẫn trăn trở về vấn đề của xã hội. Đó, hai người thấy không? Người ta đã phát triển cỡ nào rồi. Đó, em thấy điển hình như là những người nổi tiếng như là về lĩnh vực mà công nghệ thông tin gì đó. Là ví dụ như là ông Bill Gates. Cái gì? Ông nào đi tiêu mà ra đi tiêu mà vừa tè là ông nào vậy? Trời ơi. Hai đứa bay tập sàn. Mày công nghệ phải không? Ông đó người ta gọi là ông Bill Gates chứ cái gì. Thì có như đọc nhiêu Bill Gates. Thôi bỏ đi. Ông đó tao biết. Ông là gì đó? Ông đó là ông về Microsoft. Microsoft là cái gì? Microsoft là viết mấy cái chương trình gì, máy vi tính gì đó. Máy vi tính đó. Đó là nổi tiếng nè, giàu có, tài giỏi lắm. Còn thêm một cái ông nữa là Tiêu dây chó. Cái gì? Ông nào mà gì ăn tiêu là dây chó, ông nào hay vậy? Cái gì mà cái điện thoại gì mà cái. Trời ơi, con nhỏ này nói tiếng Anh tôi cũng khùng luôn. Cái đó phải nói là Steve và Jobs. Cái ông này ông Steve biết nè. Ông này làm về cũng phát minh cho điện thoại chế táo đó. Chế táo. Bà học nhiều quá rồi mà mù mờ sao vậy? Cái ông làm làm sao? Hai ông đó rất giỏi mà hai ổng là người nước nào? Nước Mỹ. Đúng rồi. Tại sao người Mỹ người ta giỏi như vậy mà tại sao dân xứ mình không giỏi như người ta? Tại vì người Mỹ người ta ăn đầy đủ chất, còn người mình ăn thiếu chất nên mình phát minh nó trật lất vậy thôi. Cho nên thấy cái tình hình như vậy nên tôi mới bắt đầu tôi nghiên cứu. Tôi bắt đầu tôi suy nghĩ là mình phải làm sao mình cải cách cái nền giáo dục của nước nhà bằng cách là mình sẽ tìm ra những nhân sự mới mang hơi hướng của thiên tài. Nhân sự mang hơi hướng của thiên tài à? Ủa là gì á? Làm sao tôi không hiểu, mà dùng tập từ tao to búa lớn tao không hiểu được nói cái gì luôn á sao? Ý nó nói là mình tìm ra những cái người thiên tài để mình tìm đó, phát minh ra những cái mới để giúp nước nhà. Đúng rồi đó. Thế mày sao cứ ăn nhậu? Cho nên á, mỗi ngày á tôi mới đọc sách. Tôi đọc sách y học, tôi đọc sách thiên lý học, thiên văn học, địa lý học, sinh vật học. Mày nói hồi chỉ học nữa là tao cọc tao đập vô mặt mày một cái bọc luôn hả mày? Đất ơi, học hoài à. Thì nó nói mày làm cái gì chứ? Ý nói là sau khi mà nghiên cứu một nùi sách đó thì tôi mới thấy là tại sao những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu học, những nhà vật lý học, những nhà sinh vật học, những nhà lịch sử. Mày nói nữa học tao thọc cái mặt tay của mày nè. Mày muốn nói gì mày nói liền đi mày cứ học mà mày nói mày dẫn chứng cụ thể. Ví dụ mọi người thôi. Thì ví dụ là sau khi mà nghiên cứu như vậy á, tôi mới bắt đầu tôi đào tạo cho hai đứa con của tôi thành những thiên tài của đất nước sau này. Cái gì? Mày đào tạo con mày thành thiên tài à? Phun nổ cái trường văn miệng anh ơi, nó nổ trên mức quy định ngoài tiên liệu của em luôn rồi. Tôi nói thiệt mà. Có thiệt không? Thiệt. Em có hai đứa con. Hai đứa con của em đáng đồng tiền bát gạo lắm anh ơi. Em đau đẻ mà em thấy em hãnh diện. Bởi vì sao? Những đứa con của em thành những thiên tài giúp ích cho xã hội sau này. Trời đất ơi. Thiệt không? Thiên tài hả? Thiên tài. Có chuyện này không anh? Sao lại không biết? Tao không biết, nó nói xong tao tỉnh rượu rồi. Nhưng mà mày nói thiên tài, mày có bao giờ qua đây thấy mặt tụi nó đâu mà nói thiên tài. Biết sao? Sợ mọi người thấy được tụi nó rồi mọi người thấy tụi nó giỏi quá mọi người giết nó thì sao? Vậy con mày giấu ở đâu hả? Trong nhà tao chứ đâu. Đây nè, mọi người thấy không, thiên tài thường có xu hướng tìm hiểu những vật gì mà quen thuộc với mình. Em nghĩ cái ông mà dây chó gì đó anh. Cái gì? Steve Jobs. Đó, cái ông á, quên ra điện thoại trái táo đó, thì ổng sẽ rất là gần gũi với trái táo. Chẳng hạn như là lúc nào ổng cũng ăn táo, ổng chơi táo, ổng sờ táo, ổng uống nước ép táo. Thậm chí cái bếp của ổng là cũng bếp ông táo. Cho nên là ổng mới phát hiện ra điện thoại trái táo. Cho nên bây giờ ông này không bao giờ biết nói láo nữa. Đúng vậy. Cho nên bây giờ con của em sẽ bắt nó tiếp cận với những cái trái gì mà quen thuộc của đất nước mình. Chẳng hạn như là trái dừa. Trái dừa. Em bắt nó ăn dừa, uống nước dừa, ăn cái dừa, ăn cơm dừa, chụm sơ dừa, gai lá dừa. Để chi? Biết đâu sau này nó sẽ phát hiện ra một cái gì đó liên quan đến trái dừa thì sao? Đúng rồi. Hay chưa? Có lý, có lý. Nói cũng có lý anh ơi, có lý ạ. Gì vậy anh? Đi làm gì anh? Ủa anh sao vậy? Anh sao vậy? Còn nghe còn thấy tôi nhũn não rồi đó. Sao vậy? Cái ông gì mà táo mà ông bên Mỹ mà ông xài bếp táo luôn hả? Xài bếp táo luôn. Hay quá. Được rồi. Bây giờ con mèo. Cho diện kiến dung mèo. Hình hề, hình lộn, hình hề, hình lộn, hình hài, hình hài. Quý lắm á, tôi mới giới thiệu con tôi cho hai người thấy mặt nha. Được rồi. Đó giờ giấu dữ lắm luôn á. Giấu như mèo giấu. Tôi biết rồi. Mèo giấu ấy vậy đó. Bây giờ mình uống miếng đi rồi mình khoe con mới được chứ. Uống hoài thôi vô dẫn ra đi. Con mà uống hoài uống hết. Nhưng mà chút nữa nhớ trả tiền đầy đủ nha. Được rồi. Con nhớ. Mày cho tao gặp thiên tài. Đâu? Trên đỉnh cây dừa nó đang đu tòn ten. Ồ nó nhảy qua cây khác rồi. Tiếp theo cây thứ ba. Ồ cây thứ tư. 5, 6, 7, 8, 9. Ồ nó kìa nhảy xuống. Ôi dạ. Ủa? Ủa sao con ở đây sao nhảy nhảy gì tùm lum giống như tặc răng vậy? Trời ơi nó đu từ đó nó nhảy qua đây nó rớt xuống. Nó ghê chưa? Trời ơi. Mới chỉ gì bên đó hả? Má chỉ cây dừa. Con đu cây dừa con nhảy qua đây rồi con rớt xuống đúng không? Đâu có. Chứ sao? Đang ngồi nó má làng phát giật mình té con này con khỉ bên kia chảy qua bên kia mà chỉ đâu bệnh. Trời đất ơi. Con khỉ mà tưởng con bà với bà nội. Ủa con bà giống khỉ lắm hả? Ông nhìn kỹ đi. Nó có khác gì con khỉ không? Có khác gì con khỉ không? Nó còn ghê hơn con khỉ nữa. Nhưng mà con ghê mà con có tài hiểu không? Má rất hãnh diện về con. Sống mũi nó cao ghê chưa? Đúng rồi. Người ta là mũi dọc dừa, nói là mũi bạch dừa. Nguyên bạch dừa tụi cho nó mũi nó nè. Sống với cây dừa riết nó mới như vậy. Đúng rồi. Nào giờ thấy nhiều loại khỉ lắm, khỉ đột nè, khỉ bạc má nè, lần đầu tiên thấy khỉ dừa đó. Má. Sao con? Má đẻ con ra đó. Sỉ nhục con bao nhiêu là sỉ nhục má bấy nhiêu đó. Không, con giống bà đâu có giống má. Giống má con bớt xấu nhiều rồi nhưng mà giống ba con giỏi hiểu không? Vừa xấu mà vừa giỏi. Đây thiên tài của đất nước đây. Đây thiên tài đây. Thiên tài. Dạ xin thông báo với mọi người được biết. Sao con? Hết hồn vậy. Má vậy còn má sao con? Con xin thông báo với mọi người rằng. Sao? Con đã nghĩ ra được một phát kiến. Trời chưa? Cái gì? Còn xí. Phát kiến là gì con ha? Thông minh nói một lần hiểu liền cho mấy thằng dốt nói mệt lắm. Chửi mày đó. Dạ. Má thân mến. Sao? Mấy ngày hôm nay con phải ngồi đọt chuối, đu đọt cây, treo đọt dừa và phát hiện một chuyện rất lạ đời. Sao con? Má biết con thấy gì không? Thấy gì con? Chóng mặt lắm. Hay quá. Đúng rồi. Bây giờ phát hiện thằng này nó có những cái ý kiến là hay rồi đó. Bây giờ mình phải biết luôn. Ngồi trên cao mới chóng mặt, ngồi thấp không có chóng mặt. Hay quá. Thiên tài. Nhưng bù lại. Sao con? Bù lại con có nhiều phát kiến. Trời ơi, hay lắm. Con thấy con trai tôi không? Trời nó dễ thương, nó đẹp trai. Mình ngồi trên đó. Nó vừa còn cao ráo nữa chứ. Cao quá. Con ơi con cao quá. Bây giờ con cứ cao cái kiểu này là mai mốt con khó lấy vợ lắm nghe không con? Cao chỗ nào? Con cao hả? Bà nói cao. Cao. Nó cao mét mấy? 2m1. Mày đừng có giỡn cái tao nha. Ê, nổ quá vậy sao? Nó chừng 1m1 mà mày. 1m1. Còn cái dừa này là cao 1m nữa. Hả? Trời ơi, tính luôn hả? Phải tính từ ốc dừa trở lên chứ. Đúng. Trời ơi. Đúng là mẹ con thiên tài. Đúng rồi, thiên tài. Chứ sao nữa, mình mà phát minh mình phải phát hiện những cái gì đó lạ đời. Chiều cao của một con người được tính từ ốc trở lên. Từ ốc dừa trở lên cũng là ốc đúng không? Cho nên là con cao 2m1 rồi, con đừng có cao nhiều quá nghe không con? Bây giờ con phát hiện ra gì nói má nghe đi. Trời ơi, ngồi cho nó nghe. Má biết bầy kiến đỏ không? Biết chứ. Dơ nó cắn rồi mới biết nè. Sao? Là bầy kiến đó nó có thể chui ra chui vô được trái chôm. Nó có thể chui ra chui vô được trái măng cục. Nó có thể chui ra chui vô từ trái chuối. Và đặc biệt trái sầu riêng, mặc dù săn sùi gai ốc, nó cũng có thể chui ra chui vô một cách thoải mái. Nhưng riêng có một cái nó không thể nào chui vô được. Đó là trái gì? Trái gì mà con kiến không chui vô được? Đó là trái gì? Im lặng! Mày nhìn cái gì vậy? Trái gì mà nhìn dưới vậy bà nội? Cái trái đó trên cao má ơi. Trái dừa. Trái dừa mà nhìn đâu, nhìn trái dừa nhìn như vậy. Trái dừa nó mới rớt dưới đất kìa. Đúng không? Tự nhiên chị và con phát hiện ra một điều. Điều gì nữa? Cái phát kiến của con xuất phát ra từ đây. Cái vỏ dừa nó được cấu tạo từ một hợp chất. Trời hay quá. Tôi không hiểu gì hết mà tôi vẫn thấy hay. Sao con? Nói chưa hết mà. Nó được cấu tạo từ một hợp chất rất là bền bỉ. Khó có một vật nào có thể đâm thủng nó. Khó có một dung dịch nào có thể hòa tan vào nó. Và con tính lợi dụng chuyện này. Con sẽ làm ra một sản phẩm vỏ điện thoại mang tên vỏ dừa. Đúng, hay quá. Đúng rồi, đúng, chính xác. Vỏ dừa không thể nào mà một hợp chất nào làm tiêu được nó. Đúng. Không thể làm bể được nó. Đúng. Nhưng bỏ vô lửa là cháy tèn bèn nó luôn. Bỏ vô lửa là nói làm gì cha? Đúng rồi, vỏ dừa rất cứng, hãy tin con tôi đi. Nếu không tin tôi chứng minh liền nè. Ui da, ui da, ui da, ui da. Cái gì vậy? Vỏ dừa cứng quá mà con sao con đau vậy? Cái vỏ dừa nó cứng, nó chắc. Nhưng mà cái đầu không có chắc. Má quên là con đang đội trái dừa trên đầu. Má quên, má tưởng là cứng thiệt, cứng thiệt. Quánh như vậy sao nó chịu nổi? Nó bể sọ, nó chết à? Thôi được rồi, xịt trao ra giờ à? Được rồi, nó cũng có sáng kiến chế ra cái vỏ điện thoại bằng vỏ dừa. Vỏ dừa, hay rồi, hay. Hay quá, bây giờ mình ăn mừng cái hay của nó đi. Đúng rồi. Con lấy cái lẩu khác. Lấy cái lẩu khác. Ăn mừng đi, ăn mừng. Hay quá con ơi, mình lấy cái lẩu mới đi con. Nè, bưng lẩu mới ra, mình có cái lẩu cũ cho đi con. Trời ơi, nóng mà chị. Nóng. Ủa cái này chưa ăn hết mà. Kệ đi, bây giờ mình đổi mới rồi, mình phải lấy cái lẩu mới luôn chứ. Đúng rồi, cái lẩu mới mình bưng. Ăn mừng cháo, không thành vấn đề. Ngồi ăn lẩu mới. Kêu cái lẩu khác. Rồi ăn lẩu mới, ăn lẩu mới. Lấy lẩu mới ra đi. Mừng lẩu mới. Mừng lẩu mới, mừng lẩu mới. Một sáng kiến mới. Hay quá. Và đây lẩu lá dừa. Hay. Mời lẩu lá dừa. Ủa, tôi thấy đâu có gì đâu mới. Có cái lá dừa mới với rau thơm mới thôi rồi. Sao mới? Ta mới đem vô, giờ ta mới đem ra là mới đó. Đó, lẩu mới đem ra. Cái lẩu này là 320 nha. Sao vậy? Bình thường nó có 70 gì mà. Thì 320 là bởi vì sao? Đích thân dĩ nhân đem cái lẩu ra là phải tính tiền thêm chứ. 320. Thôi được rồi, mọi người giờ ngồi chơi nha. Con phải lên trên đọt dừa nghiên cứu tiếp nha. Nghiên cứu gì vậy con? Nghiên cứu sự di chuyển của bầy kiến. Hay quá, sự di chuyển của bầy kiến. Sẵn tiện con xem phim luôn đi. Phim gì? Sự im lặng của bầy cừu. Đúng rồi. Sau đó là coi tiếp sự trở lại của khủng long. Thôi, nghiên cứu nào. Ta đi đây. Dễ thương quá trời đi. Thấy thiên tài đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó mới té xong đó, cái cưng kia chưa. Thiên tài té xong hả? Té mà sao mà em cười? Trời em mừng chứ anh té xong đâu bị đâu, khi nào té giếng nó mới bị điên. Ăn mừng cho sự té xong thử té xong. Đã quá. Ủa quên, hồi nãy nói có hai đứa con sao mới có thấy đứa vậy? Bây giờ đứa thứ hai khoe luôn nha. Khoe luôn đi. Khoe luôn nha. Con ơi, vô con. Má ơi. Má ơi, má ơi. Má ơi, má ơi. Má ơi. Trời ơi. Má ơi. Xin lỗi, không đi. Con kêu má hay con chửi má vậy con hả? Con kêu má ơi. Có cách nào mà kêu nhẹ giùm ta có được không? Kêu từ mẹ coi. Mẹ ơi. Trời ơi, nó kêu má giống cái chửi má nó dễ sợ gì trời. Mày kêu má cho nó nhẹ hơn. Thôi bây giờ kêu thân mẫu đi. Thân mẫu ơi. Cái gì vậy hả quý tử con? Dạ thưa thân mẫu. Hài Nhi có chuyện gì? Dạ, theo như mà đội hình má đã chia thì một đứa trên trời và một đứa dưới đất. Không, một đứa trên cây, một đứa dưới đất má chia. Sao? Dạ đúng rồi, một đứa trên cây và một đứa dưới đất. Rồi sao? Kết quả là một đứa trên cây đã lọt xuống một cái tẩn. Rồi sao? Bể sọ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, thiên tài con tôi nó bị bể sọ rồi, trời ơi chết tôi luôn. Bây giờ anh con đâu, anh con đâu? Con người nhờ cái sọ không có sọ bể là chết rồi còn gì nữa. Anh con đâu, anh đâu rồi, Anh con đâu rồi? Dạ, đi đâu vậy? Đi cứu anh con. Anh con có bị gì đâu con? Bể sọ đó. Bể cái sọ dừa. Trời đất ơi, mới mà nó nguyên câu dùng cái mày trẻ câu ra tưởng bể sọ não không à. Bà nội cha mày hù tao mày. Má nó nghe nè, má muốn rượt lại con, nó đừng có rượt nghe. Thôi trời ơi, con cái bình tĩnh đi, Trời ơi, thấy chưa, nó chạy một cái là mất tiêu liền, thấy chưa? Trời ơi. Nó còn nhỏ mà. Ủa sao nó chạy lẹ quá vậy hả Sáu? Trời ơi, một đứa là có ốc, một đứa là không ốc. Thằng này không có ốc. Nó ngu dễ sợ ngu vậy đó. Ủa sao em nói là thiên tài? Nhưng mà nó được cái đôi chân. Trời ơi, nó chạy nhanh còn hơn con hươu nữa đó. Cái vậy à? Em mà mỗi lần em rượt nó là em không bao giờ rượt được hết trơn á. Em tự động em đi về, không đánh được nó một miếng nào hết trơn á. Cái chân nó chạy nhanh dữ lắm. Vậy là thằng này nó có thành tích gì không? Trời ơi, ta nói nha, cái chân của nó chạy phải nói là không có ai rượt kịp hết. Cái cặp giò của nó là còn hơn là cái đó là nhanh hơn quả tiễn nữa đó anh. Ủa? Em thấy được cái tài năng của nó nên em đầu tư nó từ lúc còn nhỏ. Em đầu tư cái gì? Em hướng nó là một cái người gọi là gì, cầu thủ siêu sao đó, cho nên là mới mặc một bộ đồ mà cầu thủ nổi tiếng thế giới là cái đội gì đó. Ờ đúng rồi, cái áo vàng vàng thì quen lắm, đội gì quên rồi. Brazil. Cái gì? Brazil. Ông nội không phải, đội Brazil. Đó là tiếng Pháp ông ơi, tiếng Anh là Brazil. Thôi đi anh ơi, người ta tiếng Việt là Brazil. Brazil. Dễ đi. Thôi là cái gì cũng được hết trơn á, nghĩa là cái đội nổi tiếng rồi. Cho nên là em muốn nó thành cầu thủ siêu sao của đội Brazil gì đó, nên em cho nó uống sữa từ nhỏ. Uống sữa gì? Uống sữa Brazil để thành Brazil tương lai. Ồ, uống cô gái Brazil để thành cầu thủ Brazil. Có khi nào thành cô gái Brazil luôn không? Brazil là gì? Tầm bậy, người ta đàn ông rặt gì mà. Đàn ông rặt mà chú xương gái không sợ thì thành gái thì sao? Không, cái tên nó vậy thôi nhưng mà cấu tạo sữa là đàn ông. Trời ơi, cho nên là từ nhỏ tới lớn là một đứa là uống sữa không, một đứa tôi cho ăn dừa từ nhỏ tới lớn, làm sao mà không thành thiên tài chứ được. Đúng. Ủa? Thiên tài. Hai thiên tài. Sao vậy hai con? Nói má nghe. Hai con. Chuyện gì vậy? Ai đánh hai con hả? Dạ không ai đánh hết. Chứ sao? Con bị đau bụng. Sao đau bụng? Tại sao đau bụng? Hả, con uống sữa từ nhỏ tới lớn không đau bụng, sao ngày hôm nay đau bụng chứ? Con bị cái gì? Anh bị Tào Tháo rượt. Hả? Sao vậy? Từ nhỏ tới lớn ăn dừa không bị Tào Tháo rượt, vì sao hôm nay bị Tào Tháo rượt là sao? Dạ đúng rồi. Tại vì uống sữa má cho từ sáng cũng uống, trưa cũng uống, chiều cũng uống, tối đang ngủ. Vậy uống sữa. Con thì sao? Ăn dừa suốt ngày hả? Không có, bữa nay đổi món. Dạ, cho nên là ốm á, hai con mới quyết định đổi thực đơn cho nhau. Là con ăn dừa, ảnh uống sữa. Con này mày uống sữa, con ăn dừa. Cho nên bây giờ hai đứa bị đau bụng. Thiên tài. Trời ơi, con ơi là con. Má đã huấn luyện với tụi con từ nhỏ tới lớn, bao nhiêu công sức của má bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Ai con ơi, tôi muốn ước mơ con tôi thành thiên tài mà bây giờ thành thiên tài rồi. Trời ơi, đúng là thiên tài gặp thiên tài. Một tiểu phẩm rất vui nhộn đúng không thưa quý vị? Mà thiệt trời, may quá Lê Khách, em tới rồi. Trời, một mình anh không biết nói cái gì ra. Ồ vậy hả? Anh đuối lắm hả anh? Em hay quá. Đuối quá, em mệt quá anh ơi. Làm cái gì mệt, hay quá ha. Hồi nãy á, anh mới vượt coi trong tiểu phẩm nè, thấy Sáo Nổ coi bộ cũng hợp với em quá ha. Sao hợp với anh? Hợp với em quá, nổ banh xác rồi bỏ anh đứng đây một mình nè. Anh đừng giận em mà, anh biết không, em quay xong chương trình là em quay lại với anh cùng với khán giả của chương trình Danh Hài Đất Việt liền chú bộ. Anh thấy không, anh thấy em giỏi ghê chưa, anh thấy em tạo thiên tài quá giỏi đúng không? Quá giỏi luôn, nổ tao nói là banh nhà lòng rồi banh xác, tao nói rùi mũi chết rạp với chân em hết luôn á. Thôi được rồi, việc tạo được thiên tài hay không thì chúng ta phải chờ đợi sau vài chục năm nữa. Còn bây giờ hãy nhanh chóng quay lại chương trình đi, khán giả đang chờ em kìa, em giới thiệu đó. Dạ, em xin lỗi anh. Quý vị thân mến, còn bây giờ thì Lê Khánh xin mời quý vị cùng đến với Nhà Cảnh Sắc Đẹp, một sáng tác của Hồ Việt Trung, do chính Hồ Việt Trung trình bày cùng với nhóm minh họa Puka Hải Triều và Vũ đoàn Đam Mê. Mới anh ơi, mày chờ tôi với con Mười. Nhanh lên. Trời đất ơi, muốn đẹp thì phải nhanh nhẹn lên chứ. Tao đi từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ, tới rồi đó. Ở đây là ở đâu vậy Bưởi? Trời, tôi thấy giống cái nhà triển lãm tranh quá vậy. Cái gì vậy? Nè. Điên quá à, ở đây á là thẩm mỹ viện. Tuy rằng mày nhìn ở ngoài á, nó như vậy, nhưng mà vô bên trong á nha, là một cái thẩm mỹ viện rất là cao cấp. Ở trong đó là trang thiết bị là rất là hiện đại luôn á. Ủa vậy hả? Ê mà nói nghe nè, tao cũng hơi sợ chút xíu. Sợ gì? Tao sợ á, vô mấy cái thẩm mỹ viện không có được nổi tiếng á, nó giống như tình báo đằng á. Trời ơi, cái gì vậy? Mày đã đi theo tao thì mày phải tin tao chứ đúng không? Đây, nhân chứng sống, phải tin tao. Mày biết tao lúc trước mà đúng không? Quên rồi. Đây nè. Hả? Tao lúc trước. Dạ con. Đây, tao bây giờ. Wow, khác biệt quá vậy. Đó, thấy chưa, nhân chứng sống ở đây là phải tin phải không? Tao tin mày rồi. Ê, nói nghe nè, nhưng mà tao còn một cái thắc mắc lớn ở trong đầu, nó dướng trong đây tao chưa giải quyết được. Thắc mắc gì? Tao không biết là cái ông bác sĩ của cái tiệm này nè, là có chụp thuốc mê nhưng người ta rồi sao mà sàm sỡ không? Không. Không. Đúng. Không làm. Ê, cái gì vậy? Tao không làm. Trời ơi. Bởi vì cái mục đích chính của tao ở đây á là sao, tao giải phẫu thẩm mỹ đúng không? Nhưng tao muốn là bác sĩ phải chụp thuốc mê sàm sỡ trước rồi làm sao? Tao nói thiệt với mày, tao nói mày đừng có buồn nha. Cái thay của mày á, mày có nằm dài lên đó mày giả bộ ngủ bác sĩ cũng chưa làm gì mày nữa, chứ đừng có nói chi là chụp thuốc mê ha. Bưởi Nguyễn Thị bé Bưởi. Cái gì vậy? Nè, bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm trời nay mà lôi cái xấu của bạn ra nhà nói là sao vậy? Thì đó, tại vì mày quá xấu cho nên tao mới đem mày vô đây để tao làm cho mày đẹp. Im đi, đừng nói nữa nha. Từ lúc mà một chút xíu mà tao bước vô phòng mổ là hết bạn bè. Tại vì sao? Tao bước ra tao sẽ đẹp như tiên, mày hiểu không? Bao nhiêu người sẽ bu tao, mày hiểu chưa? Thôi đi, tới lúc đó đi rồi hả tính ha. Đừng có nằm mơ tưởng mình hoa hậu hả? Kệ tao. Không, mệt quá, kêu bác sĩ cái đi mệt quá. Ngồi đây chờ đi rồi tao kêu bác sĩ rồi cho. Mệt miệng quá. Ê này, có nước. Cái gì vậy? Ngồi chờ. Ngồi vậy? Chừng nào thành con gái? Con gái. Không, lộn. Chừng nào thành con gái á mới có thể ngồi được cái dáng đó, nghe chưa? Nghe chưa? Từ sáng đến bây giờ ha, từ sáng đến bây giờ nè, không có ai là lì lợm là đốt. Ê! Ai vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Đốt phong long. Tại sao? Không có khách. Khỏi đốt. Vô đây. Em vẫn nói tới cho anh. À, khách đó hả? Đây. Anh, bác sĩ, anh có nhớ em không? Cô nghĩ sao mà tôi nhớ cô vậy? Một ngày tôi bận mổ biết bao nhiêu người, làm sao tôi nhớ ai với ai được? Mang nhột chưa? Có chừng đi lộn tiệm thôi, đi chỗ khác đi. Cái gì vậy? Anh phải nhớ em chứ. Hôm bữa đó là anh mần em á, là anh mần toàn cơ thể em luôn á. Tôi mần cô hồi nào? Dạ. Tôi mần cô hồi nào? Tôi làm cô chứ tôi mần cô hồi nào? Sửa sắc đẹp. Thì là làm, cháu là làm đi ha. Đó, hôm bữa đó anh làm toàn cơ thể em luôn á. Cái về nhà ba má em nhìn em không ra luôn. Hàng xóm thì xa lánh em. Chỉ có duy nhất một con này. Một con này là nó nhìn em thôi. Đúng rồi. Anh muốn sửa sắc đẹp cho đẹp. Dạ, anh sửa dùng cái con này giùm em nha. Giờ sửa làm sao? Em muốn sửa, em muốn sửa toàn diện, em muốn sửa hết, em muốn sửa từ đầu tới chân, em muốn sửa. Nếu mà được, nếu mà anh cao tay thì anh sửa luôn cái nết cho em luôn. Thôi em... khó quá, khó, cái nết là khó lắm, cái nết là bỏ đi, cái nết của mày là ảnh không có sửa được, tao mới sửa được. Mày ai vậy? Mày sửa làm sao? Mai miệng mày lại là mất cái nết liền. Có quỷ. Bạn bè nói chuyện kỳ cục. Mệt quá. Anh sửa giùm nó nha. Anh nhớ em không? Hôm bữa đó anh sửa cho em đó. Buông ra. Cái gì vậy? Cô làm gì tôi thân với cô lắm hả? Đi ra. Cô đụng như cô xà cho người tôi hoài vậy. Không, đừng xà cho người ảnh nha anh nha. Ông đi ra. Ông. Bình tĩnh thôi. Anh làm ơn, anh kêu là cô đi ra giùm em. Cô đi ra đi. Mọi người bệnh gì vậy? Không, cái bệnh của nó lạ lắm anh. Cái bệnh của nó mà ai mà kêu nó bằng thằng, bằng ông, bằng anh hay gì đó là nó bắt đầu nó làm như vậy đó anh. Vậy hả? Dạ. Sửa. Dạ, bây giờ anh có thể sửa giùm cho bạn em không? Dạ. Bây giờ ai sửa trước? Em. Dạ nó. Dạ em sửa hết rồi, không còn gì để sửa đâu anh. Dạ. Em sửa. Y tá đâu? Bắt đầu mổ. Bác sĩ, xong chưa? Xong rồi, vô coi. Còn đi. Bạn em xong rồi hả? Xong rồi. Ok. Đây, em gửi bác sĩ nha. Em gửi bác sĩ nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Bạn em đâu? Vô lôi bạn em đi nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy chị. Ê, tỉnh. Em có Facebook không? Dạ có chứ. Anh với em chưa có add fan với nhau đó nha. Mình add fan đi anh. Add đi rồi về em lên cái gì anh nhảy vô anh like cho em. Like xối xả luôn á. Nhớ nhà hứa rồi đó nha. Ngày hôm qua đó em đang ngủ mà 1 giờ sáng cái em thức dậy. Cái em mới nhớ là em chưa có up cái status nào lên hết. Cái em ngồi dậy liền. Rồi là ngồi dậy ghi liền cái status liền vậy đó hả? Dạ không, em ngồi dậy em ăn khuya. Em ăn khuya xong cái em chụp hình lại cái em mới up Facebook. Trời ơi, mới vừa đăng lên thôi nha mà có 2 comment liền á anh. Trời, mà comment cái gì chồng? Comment đầu tiên ghi là ngon quá. Comment thứ hai ghi là rảnh quá, đêm không ngủ mà up Facebook. Còn anh cũng vậy nè. Hồi bữa nha, tức là anh chỉ mới là coi như là hơi buồn ngủ thôi, nên mới rảnh quá ngồi cầm máy điện thoại biết làm gì, up lên. Buồn ngủ quá vậy đó, mà đứa nào ba chớp ba nhán nhảy vô comment liền. Bộ gì bồ đá hay sao buồn ngủ, rồi ngu sao buồn ngủ, cái gì đó tùm lum tà la chứ không cái gì trớt quớt luôn. Không anh ơi, tại do anh xui thôi. Chứ chơi Facebook á, giúp rất nhiều người giải tỏa stress, giải tỏa căng thẳng đó. Thật ra đó cái gì cũng vậy, anh Toàn thấy cái gì ở mức vừa phải nó cũng đều có tác dụng tốt đúng không anh Toàn? Vậy thì chúng ta mời quý vị thử làm một cái gì đó liên quan tới Facebook đi. Một tiểu phẩm quý vị nhé, mang tên Ôi Facebook của Nam Long, với sự trình bày của các nghệ sĩ Trung Dân, Phương Dung, Diệu Nhi, Buka và La Thành. Ông ơi ông ơi, ông nhích cái chân cho con lao cái chỗ này một cái ông. Ê, cái gì vậy? Thế tự nhiên là con làm gì vậy? Con lao á. Cái chỗ này nó rộng lắm, ông đó ngồi cho con lao với nha. Nè. Dạ. Ông nói cho con biết nha, con vi phạm trầm trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc rồi chưa? Con đâu làm gì đâu ông. Con đang xen vô đời tư của ông đó. Không có, nãy con liếc sơ cái chứ con chưa có thấy gì trong đó hết trơn á ông. Chưa thấy gì hết phải không? Dạ chưa. Như vậy thì con được. Chuyện là chuyện riêng tư của ông không thể nào mà cho phép con tham gia vô đây được. Nhưng mà có chuyện gì mà ông vui ông ngồi ông cười hoài không? Để giờ con để ý ông nha, ông ngồi ông cười hoài luôn á. Ông có quen một người. Ai không? Chị ạ. Người nào vậy ông? Thôi đừng nhiều chuyện đừng nhiều chuyện. Xe ra. Đứng đó. Ha. Để cầm cái cây đó lên. Cầm cái cây đó lên. Rồi, cầm cái cây ha. Dạ. Đây có cái xô. Đây. Cầm cái xô đó, xách lên coi. Đi qua phòng bên kia lau dọn sạch sẽ cái phòng giải trí giùm tôi, đừng có ở đây nhiều chuyện nữa. Ale hấp. Dạ. Bực mình nhí nhà nhí nhảnh, tối ngày xen vô chuyện người khác. Có trả lời. Anh tính tặng quà gì cho em? Được, anh sẽ tặng cho em một hũ chao. Có trả lời. Tại sao anh cứ rủ em qua nhà anh chơi hoài vậy hả? Trả lời. Anh rủ em qua nhà chơi vì muốn giới thiệu em với tổ tiên anh. Có trả lời. Thôi em không chịu đâu, kỳ quá, mới quen mà, kỳ quá Muốn nhẽo hả ta? Em hãy cố gắng sắp xếp thời gian. Chúng ta sẽ gặp nhau và có những điều bất ngờ. Có trả lời. Nhưng mà qua nhà anh em sợ gặp người lạ, em ngại lắm luôn á. Mắc cỡ. Em đừng lo, cha mẹ anh chết lâu lắm rồi. Nếu có chuyện gì tiến xa hơn thì em cũng không bị làm dâu đâu. mà em sợ nhà anh có ai nhiều chuyện lắm để nói em tùm lum hết là em buồn. Đúng rồi, cô ấy sợ cũng đúng. Nhà anh không có ai nhiều chuyện hết, ngoài con nhỏ, cháu hay làm công chuyện như lau nhà. Sao tự nhiên ông nói xấu con với người lạ vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, hồi nãy giờ con ở sao? Con thủ thủy thù thì con nói thế lời của bà bên đây hả? Ê, con xem hết những cái chuyện của ông rồi hả? Thì bây giờ con lỡ cái con lỡ cái tự nhiên không hiểu sao dạng như con bị cái gì á ông ơi. Con đi qua con định dọn dẹp mà dạng như con bị hút á, con bị thôi miên á, cái con không thể nào mà rời được cái đó luôn á ông. Làm gì vậy? Xem vô đời tư của ông hả? Tìm hiểu chi vậy? Ông yeah. Ông đừng có giấu con nữa, con biết hết rồi. Ông có buồn. Đúng. Ông mới quen một người phụ nữ rất là đẹp. Cô ấy đã làm cho ông cảm giác sống có ý nghĩa hơn trong lúc tuổi xế chiều. Đó, thấy chưa? Ôi, cô thấy bà mặc đồ bơi đi bên hồ bơi đẹp không? Ôi sao nhìn cổ đẹp dữ vậy ông? Chị cổ nè, nè, con kêu ông bằng ông mà con kêu người yêu vợ tương lai của ông bằng cổ hả? Dạ không phải, tại vì á nhìn bà trẻ đẹp lắm luôn á ông ơi. Con xứng giận không? Xứng chứ, thiệt luôn á, hai người dạng như là tiên đồng ngọc nữ luôn á ông. Vậy hả? Dạ con chụp hình ông đi, con chụp hình ông rồi con gắn vô, hai người đứng kế bên được không? Hả? Chụp hình ông, con gắn vô trong đó, hai người đứng kế bên. Không ông, con nghĩ tại vì cổ chụp đẹp như vậy á, bà lớn tuổi mà bà chụp đẹp như vậy là tại vì bảo đảm bà có dùng phần mềm. Phần gì? Phần mềm 360 độ. Là sao hả? Là sao? Ý con là cái phần mềm này nó hay lắm ông. Coi như là cái mặt của ông nha, nó nhăn đúng không ông? Nó nhăn nếp nhăn á, tuổi tác đúng không? Coi như là nó sẽ xoay ông. Dạng như xoay ông 360 độ nha, xoay đúng 360 độ. Mặt ông láng on. Ông hết nhăn mặt chưa? Chưa. Nhưng mà không sao. Còn cái tóc nữa, nó làm được cho mình cái tóc luôn không? Tóc ông. Dạ cái tóc ông màu bạc phải không? Ừ. Coi như nó sẽ xoay 360 độ mặt ngược lại. Dạ phải ngược lại. Ngược lại là coi như đen thui. Ông đen tóc chưa? Không, cái này phải làm trong máy không? Vậy mà cứ tưởng là nãy giờ con làm để ông trẻ, ông xứng với bà ấy. Không, nhưng mà bây giờ con chụp hình cho ông. Ồ, chụp đi. Dạ rồi con ghép vô đây là con chỉnh một cái là tươi xanh luôn ông. Dạ dạ. 1, 2, 3. Ê, đây, ông nhào tới cái ghế nha. Táo bạo không? Thêm mấy kiểu nữa. Được rồi, con sẽ đăng cái tấm hình này của ông nha. Lên Facebook mà con ghi cái status là thú dữ sủng chuồng. Là ông muốn sinh vật lạ. Ông muốn cái status nó độc đáo không ông? Không, ông chỉ muốn là con đặt cái status này. Hoàng tử đã tái xuất giang hồ. À dạ rồi. Ông đưa đây cho làm vậy dạ. Nhưng mà ông có tin trả lời, có tin trả lời. Ừ. Ông cho con coi. Đi làm việc đi. Ông chuẩn bị giây phút ông hạnh phúc nhất trong căn nhà này rồi. Ấy. Dạ, chào cậu mới về. Cậu em chào chị mới qua chơi. Chị chào em. Dạ. Rồi bây giờ em nói đi. Rồi bây giờ làm sao? Em muốn cái gì? Ủa anh muốn cái gì mới đúng á chứ. Tự nhiên em bỏ anh đi xăm xăm mà có chuyện gì thì anh phải nói rõ ràng đó chứ. Anh không ngờ em thay lòng đổi dạ như vậy. Ủa em làm cái gì mà em thay lòng đổi dạ? Em ngoại tình trên Facebook. Anh nói đi. Tôi ngoại tình trên Facebook, tôi ngoại tình cái gì? Tại sao người ta gửi tin nhắn cho em mà em dám vô em xem? Anh thấy chữ đã xem. Ủa nhưng mà cái đó là Facebook của em có quyền vô xem chứ? Đúng rồi. Ủa mắc cười không, tin nhắn của một người lạ, của một người con trai em không hề quen biết, người ta nhắn tin cho em xem làm sao? Em vô em xem chứ em đâu có trả lời đâu. Ha, em trả lời làm sao em biết được? Ủa em sao? Trả lời xong nhiều khi em bấm không ai dạ em cũng vậy, em bấm xóa hả? Người ta nhắn cho em cái đó là chỉ có một chiều thôi, em không hề trả lời lại mà anh lại ghen tức lên là vậy là sao? À, hả? Đúng rồi cậu, nhiều khi cậu mù quáng á. Không, cậu không có hiểu rõ vấn đề. Mày biết cái gì mày nói? Dạ. Sao? Sao cái gì? Anh thất vọng về em lắm. Em cũng biết thành phần Facebook và những người coi như là xấu xa không không? Những người đó ăn không ngồi rồi người ta lợi dụng em. Người ta thấy em đẹp người ta vô nhắn tin với em hiểu không? Ủa anh nói chuyện gì mà anh nghe được đó hả? Em chơi Facebook. Đúng, em có chơi Facebook không? Em có Facebook luôn á. Nó có Facebook, anh có Facebook không? Có không? Tất nhiên là có. Đó, anh cũng có Facebook. Tất cả tụi mình, ba đứa mình đều chơi Facebook. Chẳng lẽ ba đứa mình cũng là người xấu hả? Nhưng mà tụi mình khác. Tụi mình là khác, còn bọn họ là khác. Làm sao mà anh đánh đồng như vậy được, đúng không? Là... Cậu, là bây giờ là con rất là nhịn cậu. Thật sự á cậu, tại sao lúc nào con cũng nghĩ ở trên Facebook á ta là người xấu không vậy cậu? Chứ sao? Con người mình nha là có người tốt người xấu, ngoài đời cũng vậy, xã hội cũng vậy, trên mạng trên Facebook cũng vậy, không phải là ai cũng là người xấu đâu nha cậu. Đúng vậy, thiệt luôn á, con nói thiệt cái cậu biết nha cậu. Coi như là bữa nay là ông của mình á, quen người yêu trên Facebook là người tốt nha. Út qua đây. Thiệt có nãy giờ con nhịn nha, con nhịn con không nói cậu luôn á. Cô nói cái gì? Ông quen một người lạ ở trên Facebook hả? Người tốt nha mà đẹp luôn á, con nói với cậu nha thiệt á. Ánh mắt mơ hồ luôn. Con nói con chưa bao giờ mà thấy ai mà có thể mà đẹp như vậy. Bằng tuổi với ông, thật sự bằng tuổi với ông nhưng mà rất là đẹp. Con không biết là có phải chỉnh phần mềm không nhưng mà cặp mắt to lắm cậu. Hai cái má coi như là dễ thương, cười phúng phính với miệng chúm chím. Còn răng đủ nha cậu, lớn tuổi nhưng còn đủ răng. Người ta là người tốt đàng hoàng. Ủa qua đây. Nói như vậy, tội nghiệp người ta lắm. Nhưng mà làm sao em biết là ông quen bạn gái trên Facebook vậy? Thôi em rành lắm cô, thiệt ngồi xuống kể cho nghe. Sao hôm coi như là hai người đó quen nhau là trong lòng bàn tay của em. Ủa vậy hả? Không có chuyện gì cũng kể cho em nghe chứ bộ. Là em biết, nhưng mà tại sao hai người đó quen được nhau? Trời ơi, trách rúp. Trách gì? Nhóm luôn á. Em thấy chưa? Hồi đó anh thua em sao? Anh với em chỉ có hai người nhắn tin inbox nói chuyện với nhau thôi. Bây giờ là chơi bày đàn. Chơi một group 3-4 người. Chấp nhận được không? Em nghĩ cái thành phần như thế nào mới chơi trách group? Nhiều hơn luôn. 700 người thấy chưa? Dạ thiệt. Bày đàn. Mệt quá. Bây giờ anh nghĩ sao vậy? Facebook nó có chat riêng và nó có chat nhóm. Nó tạo ra chat nhóm để làm gì? Để mình vô đó mình giao lưu, mình trao đổi với nhau. Thì biết đâu ba của anh vô đó trao lưu, giao đổi nhiều người thì thấy hợp một người thì bây giờ gũ ra chat riêng. Đúng rồi cậu. Cái này cô đúng. Tao phản đối chuyện này. Tại sao phản đối? Chơi phải... chung một đường kẻ trước người sau, lần đi vô tình hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gây đơn trăng dễ đau lòng quen. Đẹp quá ông ơi. Gì bà? Trời ơi bữa nay bà ăn bận cái gì giống như xe lốc hôm vậy bà? Bà... Ủa, mình ở trên cái vùng cao mà mình lạnh mà mình mặc đồ lạnh chứ con. Dạ con chào ba. Ba nói cái gì? Chào con. Ba nói là vùng lạnh bằng đồ lạnh hả? Thời tiết này làm gì lạnh? Thế con đang mặc gì vậy? Áo lạnh. Nhưng mà con nói ba nghe nhà có nguyên một cái lò sưởi bự này. Nó đốt con cháy cái nhà luôn rồi, bận cái não. Ba đi đâu? Đi chơi, đi hẹn hò. Nảnh mày. Ba bên đây con nói ba nghe nè. Ba ngồi xuống đi. Ba ngồi xuống đi. Dạ ba ngồi đây. Ba, con nói thiệt với ba, con bé Út nói con nghe rồi. Cái chuyện mà ba có người bạn ở trên Facebook con ủng hộ, nhưng mà ở mức bạn bè thôi ba. Còn bây giờ mà ba công khai mối quan hệ tình cảm rồi con không chấp nhận được cho ba. Bình tĩnh lại. Ba làm ơn cắt bỏ giùm con đi. Bình tĩnh lại. Cắt gì? Cái mối quan hệ của ba đó. Với ai? Với bạn gái của ba. Cái người mà chat bày đàn mà group một lúc là 7-8 người đó ba. Ba nghĩ sao vậy? Tao đâu có chơi bày đàn. Cô Út nói nè. Dạ nhóm á, ông nói á, trong nguyên cái hội luôn, trong cái nhóm nguyên cái group luôn á ông. Cái hội cái group là y võ dưỡng sinh. Cái hội tập thể dục ở ngoài công viên. Còn tao chơi Facebook á là tao chỉ chơi, tao chỉ ẹt con người à. Nhiều chuyện mà không biết gõ ngọn ngành gì hết á. Ba, không. Bây giờ tại vì ba biết làm sao không? Cái thành phần trên Facebook á là những người đó phức tạp không mà ba. Ngoài bạn gái con với lại bé Út ra thì không có ai tốt hết đó ba. Bởi vậy ba làm ơn ba tránh xa mấy người đó giùm con nha ba. Nhiều khi họ thấy gia đình mình giàu có để họ biết ba là ba của con, họ vô đây họ lợi dụng cái gia đình mình, họ ăn cắp tài sản coi như là họ chiếm đoạt tài sản gia đình mình sao ba, đúng không ba? Ba cảm ơn con. Má con chết này lâu lắm rồi. Dạ. Ba không có ai bầu bạn. Ba sinh tụi con ra cũng nhiều lắm mà tụi con đứa nơi hết rồi. Một ngày đẹp trời, con nhìn thấy ba ở nhà một mình giống như con chó già. Con đưa cho ba cái Facebook, cái iPad, cái điện thoại. Con kêu ba chơi. Ba chơi, ba có bạn. Bây giờ con thôi ba trả lại hết tất cả những thứ đó cho con. Ba không cần. Ba ơi, ba muốn có bạn có bè cũng được hết ba, nhưng mà con không muốn ba coi như là quen ai hết, ba hiểu không? Người ta lợi dụng ba, người ta là thành phần bất hảo, ba hiểu không? Sao mày biết người ta bất hảo? Con không nói nhiều nữa, nói tóm lại con không chấp nhận. Đi em. Anh... em là người tốt nhất mà anh từng biết á. Anh... đi ra lẹ lên. Anh kìa con, kìa con, con mạnh mẽ lên chứ. Lúc này con xin lỗi ba, con xin lỗi ba. Con sẽ không làm người tốt, con sẽ bảo vệ cho ba. Ôi. Nè. Ô. Con xin lỗi ông, con không biết, con nãy con nói tầm bậy tầm bạ, con kể thiệt cho cậu, con không biết cậu giận, con bỏ đi. Ông đuổi con đi hả ông? Ông làm trong đây biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ ông đuổi con đi, con lỡ miệng con nói chút xíu mà ông đuổi con đi. Tao không có đuổi mày, tao biểu mày đi qua phòng bên dọn dẹp đi. Dạ, con cảm ơn ông. Có ai trong nhà hôm làm ơn cho thổi thăm chút xíu coi nè. Có. Dạ xin chào, cho tôi hỏi thăm người kia có phải là lãng tử Cao Nguyên không ạ? À? Đúng. Oh! Thiếu nữ sân cước nè. Lãng tử Cao Nguyên. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Trời đất ơi. Nè, nhìn ông ở ngoài hả? Già hơn trong hình nhiều nha. Tôi nhìn ở ngoài, tôi thấy bạn xấu hơn ở trong hình nữa nha. Đúng rồi, tôi nói là tôi không ảnh. Nè, tôi nói cho ông biết thiệt chưa? Tại sao tôi không ăn ảnh, nhưng mà tôi gửi hình cho ông trên Facebook á, là mặt thật của tôi không á. Tôi rất cảm ơn khi mà bà đã nhận cái hũ trao tôi tặng. Tôi cũng rất cảm ơn là khi ông nhận tôi trái bầu. Bầu mà chấm trao là số 1. Chứ còn cái gì nữa. Mời bà ngồi. Mời ông ngồi. Bà uống trà nhé. Ồ, tại sao lại uống trà? Cho tôi một cốc rượu vang đi. À, nếu mà rượu vang không có sẵn thì thôi cho tôi lon bia đi. Nếu mà uống chất kích thích rượu và bia thì cũng tốt thôi, nhưng mà ở cái không gian như thế này không, tôi sẽ dành cho bà một cái không gian lãng mạn hơn. Mình ra một cái chỗ nào đó cho nó vui vẻ. Ai này, chúng ta chỉ mới là bạn với nhau thôi nha. Còn có những chuyện mà như mà nói chuyện vui vẻ lại này là đừng nghĩ tới nha. Trời đất ơi, thiếu nữ Sơn cứ không thích đâu. Tôi biết, tôi cũng tôn trọng bà mà. Tôi muốn đi dạo cùng với bà ở thung lũng tình yêu. À, tôi thích đi đồi thông hai mộ hơn. Ở trên đó chỉ có hai cái mộ thôi, cũng giống như hai đứa mình vậy. Nữa về nhà hai cái đồi thông hai mộ đó nữa. Tôi không thích đồi thông hai mộ. Sao vậy? Nếu đồi lên đồi cù ngon hơn. Thôi là bây giờ đi. Trời, cái mùa này thì Đà Lạt cũng không lạnh lắm đâu. Mình ra Hồ Xuân Hương mình đạp vịt đi. Không đạp vịt. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Không, tôi thích đạp vịt. Cưỡi ngựa. Đạp vịt. Cưỡi ngựa. Ủa mà nè, sao hai chúng ta tánh tình và cái chí hướng nó khác nhau quá thì làm sao làm bạn được? Yêu nhau thì người con gái và người con trai ít khi nào có điểm chung lắm. Họ phải có điểm riêng để làm chi? Để không giành lộn lẫn nhau. Ha, chứ nếu mà hai người cùng chung một chí hướng với nhau á, trời ơi hạnh phúc quá cũng nhàm chán phải không? Ít ra là ông thích ăn cơm á thì tôi phải thích ăn phở, ông thích ăn hủ tiếu á thì tôi thích ăn mì. Ôi, nói chuyện với ông hả còn vui hơn nói chuyện trên Facebook nữa cơ. Bây giờ đi ra ngoài Hồ Xuân Hương. Đúng rồi, ra Hồ Xuân Hương mà chúng ta cưỡi ngựa. Ra chúng ta xuống chúng ta đạp vịt. Ơi đi. Gì vậy? Đi con người. Ê. Sao chúng ta là bạn nhau mà? Đâu. Vậy. Trốn giúp tôi được không? Trốn đâu? Trốn được không? Dạ con tôi biết trốn đâu đâu. Bây giờ vậy nè ha. Sao? Bà chui vô trong cái lò sưởi bà trốn giùm tôi đi. Khoan. Ông tính quả thiêu mất chân cung hả? Thôi không được. có sao đâu. Bây giờ tôi với bà vô phòng ngủ đi. Đi nè, nè, tôi với ông chị mới chỉ là bạn thôi nghe chưa. Còn cái chuyện mà ngủ là không có đâu nghe. Không, 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 ý tôi nói là bây giờ bà phải lánh mặt một chút xíu. Thôi có gì đâu, không, bà phải lánh mặt chút xíu. Tôi không thể nào để cho bà nhìn thấy. Em nói nãy giờ mà anh vẫn không hiểu hả, vô đây. Anh nói em rồi, bây giờ ba anh thay đổi quyết định mới chấp nhận. Thay đổi cái gì mà thay đổi. Dạ con chào. Thấy chưa? Có phải người đàng hoàng không? Mới quen biết mà ôm ấp nhau như vậy. Có đâu, không có, bình tĩnh lại nè. Anh bình tĩnh. Giải quyết, em đi ra đi. Nhưng mà cái gì? Không có nói nặng lời nha. Con chào ba. Anh. Em thấy chưa? Không dám nhìn mặt anh luôn mà. Già mà đặt tóc bạc rồi nữa ha. Điều gì? Nói gì mà cũng nói được nữa hả? Ai già mà tóc không bạc? Thì ngoài cái chuyện đó ra, coi kìa. Ba quen với người nước ngoài hả ba? Hả? Trời đất ơi, ba đứng tới vai bả làm sao mà ba quen được ba? Em thấy chưa? Đâu phải người đàng hoàng. Sao? Bài đặt băng bận như người nước ngoài á. Việt kiều hả? Dạo này có nhiều người giả bộ làm Việt kiều để về đây lắm em à. Về đây lừa đảo. Con vạch mặt nè. Ôi, anh. Where you from? What? Where you from? I from Đà Lạt. Gì vậy? Thấy chưa? Đà Lạt là cái gì? Là Đà Lạt. Bà là người Đà Lạt. Là ở đây. Là ở đây nè. Con vạch mặt bà tiếp nè. Thôi. What's your name? My name Chu. Chu là hai đó. Oh yeah. Là bà hai ở Đà Lạt. Yeah, yeah. Ở đường nào vậy? Hương Xu Hồ. Ở đâu? Hương Xu Hồ. Hương Xu Hồ là Hồ Xuân Hương đó. Oh yeah. Có vậy gì đúng đúng đúng. Bà hai ở Đà Lạt, ngay đường Hồ Xuân Hương. Bà hai Đà Lạt. Cái đường đó đi qua đi lại hoài. Quét em mấy lần. Ê. Ê anh ơi anh ơi. Gì? Cái mái tóc này quen lắm nha. Quen dữ lắm nha. Anh ơi, dạ. À dạ, cái bác gái gì ơi cho con nhìn. Ủa? Con, má. Sao con ở đây? Sao má ở đây? Nhà của ai? Nhà của bạn trai con. Nhà của bạn trai má. Ủa bà. Bà là bạn trai của má bạn gái con hả? Đây là con trai của tôi ạ. Tại sao ông lại biểu tôi phải giấu tụi này vậy? Ủa ba ơi, vậy thật quá ra là ba quen. Chết rồi. Nói cho cuốn vô. Tôi cũng xin lỗi bà. Thật sự tụi nó không thích cái mối quan hệ của tôi với bà trên Facebook. Dạ bà không có. Tại sao lại là không thích? Bà. Tại vì nó. Để đó cho con. Dạ con chào bà. Dạ thưa bà, tất cả mọi chuyện trong căn nhà này con đã biết hết. Ảnh á, cậu đây nè, con của ông nè, nói những người trên Facebook là người không đàng hoàng. Cho dù bề ngoài có sang, cách mấy có đẹp, cách mấy có nhà giàu, có lộng lẫy, cách mấy cũng không đàng hoàng, không phải là người tốt, là đồ lợi dụng, là cái thứ không tốt. Con biết hết luôn, cậu là con của ông mà con nói như vậy đó. Dạ thưa bác. Nè, cậu nói là tôi quen với ba cậu trên Facebook là những người xấu phải không? Cậu nhìn lại đây, ba cậu có gì không mà để tôi quen tôi lợi dụng? Ủa, còn cậu con gái của tôi cũng quen nhau từ Facebook mà. Vậy sao cậu con gái tôi quen nhau được? Nè, nếu mà cậu nói là Facebook xấu gì, được rồi, cậu với con gái tôi xù đi, đừng có quen nữa. Còn tôi với ba của cậu cũng xù luôn. Còn ông đó, ông xóa cái nickname Hiếu Nữ Sơn Cước của tôi đi. Còn em xóa luôn cái tên cái nickname Lãng Tử Cao Nguyên đi. Xóa. Đây, khoan má, đừng có về mà má. Thật sự cái chuyện này cho con xin lỗi đi. Bác gái, con chỉ muốn nói bác gái một câu thôi. Cái lúc mà con biết cái câu chuyện này là con không hề biết cái người đó là bác gái. Dạ con xin lỗi bác gái bỏ qua cho ba con chứ con. Với lại con hứa với bác gái là con sẽ bỏ ngay cái quan điểm này. Con không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy đâu. Tại vì con lo cho ba con quá thôi mà bác gái ơi. Dạ đúng rồi đó bà. Bà tha lỗi cho cậu đi bà. Tại cậu còn trẻ, cậu bồng bột, còn không biết suy nghĩ. Nha bà đừng có xóa ông đừng có xóa bà nha. Con xin lỗi, tại cái miệng con là cái miệng con nhiều chuyện nè. Con xin lỗi bà, con xin lỗi ông bà đừng xóa nhau. Mà bây giờ Lãng Tử Cao Nguyên và Thiếu Nữ Sơn Cước hãy cùng nhau để chế độ hẹn hò. Lê Khánh và Đình Toàn xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Danh hài đất Việt.